Đây là lời hiệu triệu của Tổng thống Đào Minh Quân. Trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý giới chức, quý đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng toàn thể đồng bào Việt Nam thân thương trên khắp thế giới. Hôm nay tôi rất vui được trở lại chương trình để gặp lại anh chị em tại nơi đây. Và trước khi mà bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay, như thường lệ, chúng tôi kính mời anh chị em chúng ta cùng nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cần phải cầu nguyện hàng ngày bằng tấm lòng thành cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sớm được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa Ngài hồi quốc để giúp dân cứu nước. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng toàn thể dân Việt Nam chúng con, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước, luôn phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời anh chị em cùng tham gia theo dõi chương trình ngày hôm nay để ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân, vị lãnh đạo kính yêu của chúng ta. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Đào Minh Quân. Chương trình Tiếng Nói Người Yêu Nước xin hân hạnh tiếp tục ra mắt cùng quý vị. Hôm nay tôi cũng chia sẻ đến quý vị một cái đề tài là ai là chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trước khi tôi chia sẻ đề tài thì tôi xin đọc một phần của cái bản hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính mời anh chị em cùng nghe. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rất là quan trọng mà đồng bào Việt Nam chúng ta cũng cần phải đọc để mà tìm hiểu. Tôi xin đọc một phần của phần 2. Phần đầu của phần 2 là đề cương. Chương 2.1 tuyên bố cương lĩnh. Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là hậu thân của Chính phủ Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, tiếp nối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ này được hình thành từ một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có đời sống tâm linh hữu thần, luôn tôn trọng tín ngưỡng và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng tối thượng của đấng tối cao. Nhân dân Việt Nam rất thông minh,
cần cù và đầy sức sáng tạo. Dân tộc Việt Nam rất hiếu hòa. Muốn sống hòa bình với tất cả mọi quốc gia khác trên địa cầu, hoàn toàn có quyền bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc và các quyền tự do căn bản đã minh định trong công pháp quốc tế. Như mọi người dân của các nước văn minh khác, quyền tư hữu là quan trọng, không ai có quyền tước đoạt với bất kỳ lý do gì. Căn cứ vào ý nguyện của nhân dân và thực trạng của đất nước, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa quyết định công bố 12.1.1 Việt Nam là quốc gia tiên phong xây dựng nền tân dân chủ để khai sáng kỷ nguyên tân dân cho nhân loại. Quyền lực tối thượng của dân tộc Việt là quốc dân Việt. Quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam y cứ trên nguyện vọng của nhân dân Việt Nam được bảo đảm và dung hòa với quyền lợi của nhân loại trên căn bản tôn trọng tín ngưỡng, bảo vệ nhân quyền, người dân no ấm. 12.1.2 Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời không phận Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là bất khả xâm phạm và bất khả phân. Dưới bất cứ hình thức nào, Việt Nam tự bố trí dân sinh và cương thổ để chuẩn bị khi có một chính phủ cho toàn thế giới chính thức ra đời. Mọi hành vi chống lại nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo và điều hành, đều là phạm pháp, phải bị nghiêm trị. 12.1.3 Mọi người dân không phân biệt nam nữ đều bình đẳng về phẩm cách, quyền lợi và nhiệm vụ và phải đối xử với nhau theo tinh thần tương thân tương trợ. Nhân dân Việt Nam không phân biệt nam nữ, sắc tộc, tôn giáo, giai cấp, trình độ, thành phần hay tật nguyền, đều được tôn trọng và bình đẳng trước pháp luật của quốc gia và minh pháp của toàn thế giới. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến bộ và phát triển chung của dân tộc. 12.1.4 Nước Việt Nam là một đơn vị trong cộng đồng nhân loại. Chế độ và chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn bị triệt tiêu tận gốc rễ. Mọi hành vi tuyên truyền, cổ võ về lý thuyết, chủ nghĩa và con người cộng sản và chủ nghĩa xã hội đều bị cấm và nghiêm trị trước pháp luật. Tất cả công dân của quốc gia khác, nếu có liên hệ ruột thịt, máu mủ, văn hóa Việt Nam hoặc sinh đẻ trong lãnh thổ Việt Nam, đương nhiên là quốc dân Việt Nam, được quyền tham gia nghĩa vụ và bổn phận đối với quê hương, đất nước Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và luật lệ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và được xét để không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện hữu của mình. 12.1.5 Những trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà cha mẹ là công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đương nhiên được quốc tịch Việt Nam và là công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. 12.1.6 Chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa công nhận và bảo đảm những quyền căn bản của con người trong cương vị cá nhân hay trong cương vị tập thể và cố gắng
tạo cho mọi người những cơ hội đồng đều và những điều kiện cần thiết để thụ hưởng quyền lợi và thi hành bổn phận và nhiệm vụ đối với quốc gia. 12.1.7 Chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tán trợ sự khuếch trương kinh tế, phát huy văn hóa, khai triển khoa học và kỹ thuật. Người dân có những nhiệm vụ đối với tổ quốc, với đồng bào, mục đích là để thực hiện sự phát triển điều hòa và đầy đủ nhân cách của con người. 12.1.8 Chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa luôn nỗ lực góp phần xây dựng nền an ninh và hòa bình thế giới, chấp nhận các nguyên tắc quốc tế công pháp, không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc. Văn hóa, truyền thống Việt Nam phải được đề cao và phát triển, phù hợp với đà tiến hóa của nhân loại và cương quyết chống lại mọi hình thức xâm lược. 12.1.9 Nước Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận những nguyên tắc quốc tế công pháp, không trái với sự thực hiện chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc, cố gắng góp phần xây dựng và bảo vệ nền an ninh và hòa bình quốc tế, cùng duy trì và phát triển sự liên lạc thân hữu giữa các dân tộc trên căn bản tự do và bình đẳng. Tôi xin phép được dừng tại đây. Thì vừa rồi anh chị em cũng đã nghe trong cái hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tức là rất là công bình cho mỗi người dân. Bây giờ để cho tôi xin hỏi thăm là anh chị em nghe có rõ không ạ? Anh chị em nghe có rõ không ạ? Sau đây tôi hôm nay tôi sẽ có một cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ đến anh chị em. Mà tất cả những cái điều gì mà chúng ta nói thì thật sự thì chúng ta cũng cần phải gọi là lịch sử Việt Nam của chúng ta cũng cần phải minh bạch. Vậy nghe rõ chưa ? Chúng ta cần phải minh bạch để mà nói lên sự thật. Và từ bấy lâu nay đã bị Cộng sản Việt Nam bưng bít tất cả các thông tin sự thật về của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, về các thành quả của chính phủ cũng như là tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân đó, và việc làm của ngài trong suốt 30 năm qua. Và các báo đài Việt ngữ tại hải ngoại thì cũng không bao giờ mà dám nói lên cái sự thật đó. Tại vì những báo đài Việt ngữ tại hải ngoại thì họ cũng thông đồng, họ đã thông đồng làm việc với Cộng sản Việt Nam. Do đó là họ chỉ nói những cái thông tin của Cộng sản mà đưa cho họ đó, là những cái tin tức gọi là láo xạo, mị dân, gọi là vu khống cho chính phủ, những cái điều mà không có thật, không có. Thì như vậy là các báo đài Việt ngữ tại hải ngoại này là như cái đài Á Châu Tự Do là AFA và cái đài VOA là VOA thì đã cố tình tiếp tay với Cộng sản Việt Nam để hại dân. Thì đó là những cái truyền thông không có chân chính. Nói chính xác hơn, đó là những cái truyền thông bất lương, vô liêm sỉ. Thì do đó mà chúng tôi
Chúng tôi cố gắng lên đây để mà đem những cái thông tin, sự thật, để nói ra những cái gì mà chính nghĩa, những cái điều chính lý, những cái gì mà có thật đem đến cho người dân. Thì anh chị em cũng biết đó, Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng thì chúng nó sợ cái điều gì nhất? Có phải chúng nó sợ nhất là sự thật hay không? Tại vì chúng nó rất sợ sự thật, tại vì chúng nó luôn luôn là dối trá, xảo ngôn, cho nên chúng nó rất sợ sự thật. Mà khi mà cái tiếng nói của chúng ta mà nói lên cái điều gì mà nói thật thì chúng nó rất là sợ. Đó. Thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ đến đồng bào Việt Nam, đến anh chị em, bà con, cô bác của chúng ta, để một cái đề tài, đó là ai là chủ quyền của hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì trong cái thời gian mới đây thôi thì anh chị em cũng thấy đó, trên diễn đàn cộng đồng mạng rất là xôn xao những cái tin tức gọi là nóng hổi về cái vấn đề mà Hoàng Sa, Trường Sa. Và tại sao ngày hôm nay mà Cộng sản Việt Nam cũng phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là chủ quyền của hai biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì trước khi á, thì sau đây tôi mời anh chị em nghe tôi chia sẻ, tôi đọc một cái đơn kiện, một cái đơn kiện mà chính ngài Tổng thống Đào Minh Quân nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC để đòi Trường Sa và Hoàng Sa. Kính mời anh chị em cùng lắng nghe. Đây là một cái đơn kiện rất là quan trọng mà chính Tổng thống là người nguyên đơn. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814, USA. Số phone 760-523-3011. Lời buộc tội chống lại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kính mời anh chị em nghe cho rõ nha, đây là cái đơn kiện mà Tổng thống Đào Minh Quân đã kiện Tàu Cộng mà đã cưỡng chiếm, gọi là dùng vũ lực để mà chiếm cái đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta nha. Hoa Kỳ ngày 30 tháng 8 năm 2014, văn thư số 0001 gạch ngang 3008-2014 trên PNG trên CN, tố cáo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm chiếm biển và đất đai của Việt Nam. Nguyên đơn: Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, kế thừa Việt Nam Cộng hòa. Bị cáo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kính gửi Tòa án Hình sự Quốc tế, ngài Luis Moreno Ocampo, Tổng trưởng lý của Tòa án Hình sự Quốc tế, PO Box 19519 2500 CM, The Hague, Hà Lan. Kính thưa các quan tòa công minh, sáng suốt, đáng kính phục. Tôi là Đào Minh Quân. Trước đây đã đệ nạp đơn kiện 19 tên đầu sỏ tội ác Cộng sản Việt Nam lên Tòa Hình sự Quốc tế và đã được cơ quan này tiếp nhận. Hôm nay, với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời,
chính phủ kế thừa duy nhất của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, do chính người Việt Nam thành lập tại hải ngoại kể từ ngày 21 tháng 10 năm 1990, và đã được chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu thừa nhận. Với sự trợ giúp của công lý, trân trọng đệ đơn kiện này lên Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án của Liên Hiệp Quốc, xin áp dụng pháp luật một cách công bằng để lấy lại lãnh thổ Việt Nam mà chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã chiếm đoạt. Nội vụ như sau. Từ trước cho đến hôm nay, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ của quốc gia Việt Nam. Các vị vua Việt Nam Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã liên tiếp quản trị hai hòn đảo này. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và tuyên bố hai quần đảo là lãnh thổ của họ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hiến chương Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945. Pháp đã trao trả hoàn toàn độc lập cho chính phủ quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại vào ngày 3 tháng 8 năm 1949. Pháp cũng trả lại chủ quyền của Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cho chính phủ quốc gia Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 1950. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, chính phủ quốc gia Việt Nam đã trở thành nước Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa được đổi thành Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 3 tháng 9 năm 1967. Thì Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục quản trị các quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Hai hòn đảo này đều thuộc sở hữu và sở hữu công khai một cách hòa bình và liên tục của Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa qua một cuộc hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trên biển, gây tử thương nhiều người, và sau đó xâm chiếm Trường Sa bằng vũ lực vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong chương 1, điều 1 có ghi rõ mục đích của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Và để đạt được mục đích đó, tiến hành những biện pháp tập thể có hiệu quả nhằm ngăn chặn và loại trừ các mối đe dọa hòa bình. Và nhằm đập tan mọi hành vi xâm lược và phá hoại hòa bình khác, điều chỉnh hoặc giải quyết các tranh chấp quốc tế hoặc những tình huống có thể dẫn đến chiến tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc của công lý và luật pháp quốc tế. Với tài liệu và thực tế dẫn chứng nêu trên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xâm lược biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước Việt Nam chúng tôi. Họ đã gây chiến tranh tại Biển Đông và cũng đang đe dọa nền hòa bình, an ninh chung của thế giới. Nay, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là kế thừa của Việt Nam Cộng Hòa, yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế để mở một phiên tòa để buộc Trung Cộng trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc của công lý và luật pháp quốc tế.
trân trọng, Hoa Kỳ, vào ngày 30 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đào Minh Quân ký tên. Lưu ý, bản sao của đơn kiện này được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Liên minh châu Âu, Tổng thư ký Hội đồng Liên minh châu Âu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Kính thưa anh chị em, vừa rồi tôi đã đọc một cái đơn kiện là do Tổng thống Đào Minh Quân là nguyên đơn, mà bị cáo là coi như là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là Tàu Cộng, tức là Trung Cộng, Tàu Cộng đó. Thì Tàu Cộng đã chiếm cái đảo Hoàng Sa của chúng ta vào cái ngày gọi là ngày 19 tháng 1 năm 1974. Rồi đến ngày 14 tháng 3 năm 1988 là xâm chiếm cái đảo Trường Sa cũng bằng vũ lực. Đó. Thì bây giờ cái đơn kiện này á, Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta là lấy lại Hoàng Sa Trường Sa bằng cái công pháp quốc tế, dựa vào cái công pháp quốc tế, tức là cái luật pháp của Liên Hiệp Quốc, để mà lấy lại hai cái quần đảo này và đồng thời là đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó, thì quý vị cũng biết cái đơn kiện này là Tổng thống Đào Minh Quân đã gửi đến cho Tập Cận Bình là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Đó, thì tất cả cái đơn kiện này Tổng thống đã dùng cái bản sao của đơn kiện để gửi đến các cơ quan như là Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Liên minh châu Âu, rồi Tổng thư ký Hội đồng Liên minh châu Âu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Thì để cho chúng ta thấy đây là một cái tầm vóc của một cái chính phủ ha, một cái chính phủ. Rồi, để tôi xin tôi sẽ từ từ tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị tại sao mà chính phủ chúng ta có một đơn kiện Tàu Cộng, Trung Cộng. Ngày 30 tháng 8 năm 2014 đó, thì Tổng thống Đào Minh Quân nộp đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa hình sự quốc tế ICC để mà đòi Trường Sa và Hoàng Sa. Rồi cái đơn kiện này được gửi đến Tập Cận Bình là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Thì qua cái đơn kiện của Tổng thống Đào Minh Quân, ngài đã ghi trong cái đơn kiện đã ghi rất là rõ. Thì quý vị cũng nghe, đã vừa nghe đó. Từ trước cho đến ngày hôm nay thì cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ của quốc gia Việt Nam chúng ta. Từ các vị vua Việt Nam là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Thiệu Trị, Tự Đức thì đã liên tiếp quản trị hai cái hòn đảo này. Rồi vào năm 1858 thì bị thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và tuyên bố hai cái quần đảo này là lãnh thổ của họ. Rồi sau cái chiến tranh thế giới thứ hai là Hiến chương Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 thì Pháp đã trao trả hoàn toàn độc lập cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại vào ngày 3 tháng 8 năm 1949. Rồi Pháp cũng trả lại cái chủ quyền hai cái quả đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 1950 như chúng ta vừa đã nghe. Thì có nghĩa là từ năm 1950 cho đến hôm nay thì hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Thì tại sao mà tôi nói hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa? Thì nhân đây tôi cũng xin phép nhắc lại cho quý vị nghe, là nhắc lại cái Hiệp định Geneva năm 1954. Thì như chúng ta cũng đã biết là Hồ Chí Minh là một tên Việt Giang,
một tên thổ phỉ, tức là thổ phỉ mà được lệnh của Đảng Cộng sản Quốc tế và Nga Xô, và tức là Nga Xô và Tàu Cộng, rồi nổi lên cướp chính quyền quốc gia Việt Nam. Thời điểm đó, Trần Huy Liệu vào Huế mới uy hiếp quốc trưởng Bảo Đại để lấy quốc ấn với vũ khí do Nga và Trung Cộng cung cấp. Thì chúng đã khống chế các lực lượng quốc gia rồi và ra tuyên bố độc lập tại Ba Đình. Thì Hồ lúc bấy giờ là Hồ Chí Minh cầm đầu đảng Việt Minh để mà cướp chính quyền từ Thủ tướng Trần Trọng Kim, là một chính quyền chính nghĩa, gọi là chính danh. Rồi ngày 23 tháng 9 năm 1945 thì Hồ Chí Minh lập ra cái gọi là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại miền Bắc. Nhưng thực chất là do Đảng Cộng sản Việt Nam, tay sai của Cộng sản Tàu cầm đầu để mà cướp cái chính quyền quốc gia Việt Nam. Rồi sau khi mà đế quốc Nhật Bản, tức là cái đế quốc Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh đó, rồi với sự bất lực của quốc trưởng Bảo Đại vì đã lỡ trao ấn kiếm cho Cộng sản Việt Nam, thì Pháp mới mở cuộc gọi là tái chiếm. Pháp mới mở cuộc tái chiếm Nam Bộ. Thì họ chủ trương chia cắt đất nước Việt Nam ra làm đôi qua cái Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thì tôi cũng xin sơ lược cái Hiệp định Geneva này do ai ký, để cho quý vị biết được gọi là cái âm mưu thâm hiểm của bọn Cộng sản Việt Nam, tay sai Tàu Cộng. Hiệp định Geneva lúc bấy giờ là do quân đội của Cộng sản Việt Nam, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt đó, và nhà cầm quyền Pháp thuộc đã ký tại Thụy Sĩ. Và Hiệp định Geneva đã khai mạc vào ngày 26 tháng 4 năm 1954. Thì lúc ban đầu họ nói rằng là để khôi phục hòa bình cho Triều Tiên và Đông Dương, mà không hề nhắc nhở gì đến nước Việt Nam cả. Nha quý vị, sở dĩ mà chúng tôi đưa cái vấn đề này ra để cho người Việt Nam ngày hôm nay trên khắp thế giới biết được, thấy được cái sự lương lẹo, lắt léo, gian xảo, tinh vi của bọn Cộng sản Việt Nam, mà đã theo cái chỉ thị của Trung Cộng và Cộng sản quốc tế. Chúng nó chỉ mượn cái hiệp định này với ban đầu là để khôi phục lại hòa bình cho Triều Tiên, tức là có cái trận chiến của Bắc và Nam Triều Tiên và Đông Dương. Nhưng thật sự, cái Hiệp định Geneva này chủ yếu là nhắm vào cái vấn đề chia cắt đất nước Việt Nam chúng ta ra làm đôi. Và chính thức ký vào ngày 20 tháng 7 năm 1974. À, xin lỗi, 20 tháng 7 năm 1954. Thì cái điều đặc biệt là cái Hiệp định Geneva này ký kết không phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa, mà không phải là giữa Chính phủ Quốc gia Việt Nam, mà cái Hiệp định Geneva này là ký kết giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Pháp thuộc tự ký kết với nhau. Cho nên anh chị em, đồng bào Việt Nam, chúng ta cứ để ý đi. 45 năm qua, Cộng sản Việt Nam có khi nào mà chúng dám nhắc đến cái Hiệp định Geneva này hay không? Không bao giờ chúng dám nhắc đến cái Hiệp định Geneva này. Tại vì cái chủ ý của cái Hiệp định này là để chia cắt đất nước Việt Nam chúng ta ra làm đôi. Thì lúc bấy giờ, Cộng sản Bắc Việt, cái cầm đầu là Hồ Chí Minh, cướp. Đầu tiên là cướp miền Bắc cho nó dễ.
Rồi 21 năm sau, chúng cướp luôn cả miền Nam. Nha. Cho nên 45 năm qua, Cộng sản Việt Nam không hề và cũng không bao giờ dám nhắc đến cái Hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 đó. Mà họ chỉ nhắc đến cái Hiệp định Paris năm 1973 thôi. Và họ nhắc đến cái Hiệp định Paris này là có mục đích. Có mục đích là chỉ có những thành phần là tay chân của Cộng sản miền Nam mới nhắc đến cái Hiệp định Paris năm 1973. Thì tôi sẽ trình bày ở kỳ sau về cái vấn đề hai cái hiệp định này. Thì trong cái Hiệp định Geneva có ghi, có đưa ra cái điều 6, khoảng 4, chương 1 đã ấn định đường ranh giới và khu phi quân sự. Cái đường ranh giới là vĩ tuyến 17 và khu phi quân sự là cái khu mà nằm giữa hai bên cái đường ranh giới đó. Trong cái điều 6 của bản Hiệp định Geneva này nói rất là rõ. Nói rất rõ mà tôi xin nhắc lại cho anh chị em. Tức là cái điều 6 có ghi rằng là sau khi mà ký cái Hiệp định Geneva là hai bên là tức là miền Nam và miền Bắc. Tức là hai bên đó, cả quân sự và dân sự không có được phép băng qua cái giới tuyến 17. Cái giới tuyến 17 đó. Tức là phía miền Nam á, thì quân đội Pháp không được vượt qua vĩ tuyến 17 để làm bất cứ điều gì, gọi là tấn công hay là lấy tin tức, tình báo, hoặc là làm bất cứ điều gì để đi vào lãnh thổ của miền Bắc. Và tức là vượt qua cái vĩ tuyến 17 đó, cho dù dân sự hay là quân sự. Và ngược lại, quân đội nhân dân Cộng sản Việt Nam, tức là quân đội Cộng sản Bắc Việt, cũng tuyệt đối không được vượt vĩ tuyến 17 để xâm lăng qua miền Nam bằng dân sự hay là quân sự. Trong cái điều 6 của cái Hiệp định Geneva đã ghi rất là rõ. Thì lúc bấy giờ do Pháp chiếm đóng miền Nam Việt Nam, là lúc bấy giờ là do Pháp chiếm đóng, thì giữa Pháp và nhà cầm quyền Pháp thuộc và cầm quyền của Cộng sản Bắc Việt đã ký cái hiệp định này tại Thụy Sĩ. Đó. Rồi sau này mà khi Pháp trao trả lại cái chính quyền dân sự cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, thì cái điều 6 trong cái bản Hiệp định Geneva năm 1954 vẫn còn giá trị nha. Cái hiệp định này vẫn còn giá trị. Giá trị ở cái chỗ là cái điều 6 đó. Tức là miền Bắc ở ngoài miền Bắc, miền Nam ở trong miền Nam, không ai có được quyền xâm phạm qua cái vĩ tuyến 17 đó bằng dân sự hay là quân sự nha. Rồi, để tôi trình bày tiếp cho anh chị em nghe. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay đó là sau khi mà chia cắt đất nước Việt Nam ra làm đôi qua cái Hiệp định Geneva này, là hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là nằm trong lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa nha anh chị em. Hai cái quần đảo này nằm ở trên lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có phải nằm ở ngoài miền Bắc nha. Và do Việt Nam Cộng Hòa quản trị nha. Tức là chủ quyền hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó là Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là Việt Nam Cộng Sản. Thế nhưng ngày 6 tháng 7 năm 1958, Phạm Văn Đồng là thủ tướng của Cộng sản Bắc Việt đã tự tiện ngang nhiên ăn cắp hai cái đảo gọi là Hoàng Sa và Trường Sa này qua cái công hàm ký bán cho Trung Cộng nha. Trong khi hai cái quần đảo này là do Việt Nam Cộng Hòa đang quản trị. Thử hỏi một kẻ cướp ăn cắp tài sản của người khác rồi đem bán cho một cái nhân vật thứ ba, thì cái công hàm do Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 đó
là hoàn toàn vô giá trị, vô hiệu hóa, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nha quý vị, cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 đó chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nha. Thì Trung Cộng là cái người đi mua đồ gian, đồ ăn cắp của người khác, rồi dựa vào cái công hàm của Phạm Văn Đồng, rồi Tàu Cộng ra tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, tuyên bố rằng là 12 hải lý, Tàu Cộng nó tuyên bố là 12 hải lý Trường Sa, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh thổ của họ. Nha. Thì quý vị cũng thấy đó, và theo cái sự xuyên tạc của Cộng sản Việt Nam, tay sai Tàu Cộng, tại sao Cộng sản Việt Nam nó phải là xuyên tạc? Tại vì nó là tay sai của Tàu Cộng, ha, là nó làm lợi cho Tàu Cộng, tại vì nó là con, còn Tàu Cộng nó là cha, là ông cố nội, đâu có dám cãi, làm sao dám cãi, đúng không? Cho nên quý vị cũng thấy đó, tại sao ngày hôm nay tôi nói cái đề tài này? Tại vì tôi thấy thời gian mới đây thôi, rất là trên cộng đồng mạng, trên rất là xôn xao, nóng hổi về cái đề tài Hoàng Sa Trường Sa là ai làm chủ. Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ do ai làm chủ mới được chứ? Chứ mình không thể mà nói Việt Nam Cộng Hòa mình nói chung chung được nha. Tại vì bây giờ đó ma quỷ lắm. Bây giờ Cộng sản nó muốn mượn danh, ha, mượn danh đội lớp Việt Nam Cộng Hòa, nó cũng nói Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ai là người lãnh đạo, ha, ai là chủ chốt, ai là chủ quyền của hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hiện nay, chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, thấu đáo. Do đó mà hôm nay tôi trình bày cái phần này cho nó, tức là đầy đủ, sâu sát, để cho đồng bào Việt Nam cũng như là bà con cô bác, nhất là tại quốc nội. Để từ bữa giờ tôi thấy có nhiều cái đài gọi là đại khái là VTV, VTC14, VTV gì đại khái của Cộng sản đó, họ cũng bàn tán xôn xao dữ lắm, nhưng mà họ nói không có rõ ràng, họ trình bày không có rõ ràng. Đây, để tôi trình bày tiếp cho quý vị nghe. Thì tất nhiên là Phạm Văn Đồng là Cộng sản Bắc Việt, là Thủ tướng Cộng sản Bắc Việt theo lệnh của Hồ Chí Minh, đi ký bán cái công hàm đó, ký cái công hàm bán cho Trung Cộng lúc bấy giờ, năm 1958. Thì bây giờ cái kẻ mà cướp, mà đi ăn cắp, đi vô nhà người ta ăn cắp tài sản của người ta đem bán, thì quý vị đi nghĩ đi, cả cái người bán và cái người mà đứng mua đồ gian đó, thì cái giấy tờ đó đối về mặt pháp lý quốc tế là hoàn toàn vô hiệu lực nha quý vị. Đó. Nên nhớ rằng trên thực tế và trong lịch sử đã khẳng định chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể độc lập, có đủ mọi quyền pháp lý quản lý hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hơn nữa, hai cái quần đảo này là nằm trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nha. Rồi cách đây hơn 45 năm, tức là ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cộng ngang nhiên xua tàu chiến xuống để mà dùng vũ lực tấn công chiếm đảo Hoàng Sa của nước ta. Các quân nhân hải quân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược nhằm bảo vệ chủ quyền Biển Đông quê hương. Tinh thần đấu tranh chống lại kẻ thù, chống giặc ngoại xâm, tức là giặc Tàu Cộng, rất là anh dũng, kiên cường, bất khuất, đã hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Và 75 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong ngày hôm đó, để cho chúng ta thấy được cái sự ngang ngược, cái tính chất gọi là phi nhân đạo của Tàu Cộng
là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Rồi đầu năm 1974, Trung Cộng ngang ngược tuyên bố dùng cái vũ lực để mà chiếm cái đảo Hoàng Sa cho bằng được. Rồi tuyên bố là hai cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng. Trong khi đó, hai cái quần đảo này đang được chính phủ quốc gia Việt Nam quản lý và thực thi chủ quyền. Thì ngay sau cái thời điểm đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ra cái tuyên cáo lên án rất là mạnh mẽ hành động xâm lược của Trung Cộng. Người dân trong nước thì sục sôi căm phẫn, còn dư luận quốc tế thì rất bất bình, đã lên tiếng trước cái hành vi ngang ngược của Trung Cộng. Vì Trung Cộng đã vi phạm luật pháp quốc tế một cách gọi là trắng trợn. Nha. Đã vi phạm luật pháp quốc tế một cách trắng trợn. Hơn nữa, Trung Cộng không có chủ quyền đối với vùng biển chung quanh Hoàng Sa và Trường Sa. Vì theo luật pháp quốc tế đó, thì Trung Cộng đã dùng vũ lực để có được lãnh thổ từ một nước khác thì không bao giờ được luật pháp quốc tế công nhận nha quý vị. Dùng vũ lực, bạo lực để mà ăn hiếp một cái nước khác, để mà gọi là xâm chiếm lãnh thổ của một nước khác thì không bao giờ được luật pháp quốc tế công nhận. Điều đó có nghĩa là từ năm 1974 thì Trung Cộng đó đã dùng vũ lực bằng cái hành động gọi là phi nhân đạo, ngang ngược xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tất nhiên là Trung Cộng sẽ không có quyền sở hữu là lãnh thổ đối với quần đảo này nha. Mà không chỉ vậy, cái công ước của luật pháp của Liên Hiệp Quốc đã quy định rất là rõ ràng, minh bạch cho tất cả các nơi về lục địa hay là vùng biển. Thì tôi thấy tiến sĩ Lowell Bautista đó, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Đại dương của Australia, thì ông ta có nói là luật pháp quốc tế là một sân chơi bình đẳng để đưa ra công bằng cho tất cả các nước. Và luật pháp quốc tế cũng sẽ dựa vào bằng chứng lịch sử của hòn đảo đó trong bối cảnh lịch sử của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, Trung Cộng đã dựa vào tiềm lực kinh tế bằng vũ lực để uy hiếp các nước khác bằng những nguyên tắc phi lý. Nhưng họ không thể đi ngược lại lịch sử. Cho dù hiện nay Trung Cộng chiếm giữ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhưng với sức mạnh của lẽ phải, công lý, lịch sử, cùng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và luật pháp quốc tế, thì Trung Cộng, Tàu Cộng sẽ không bao giờ thoát tội được nha quý vị. Cho đến nay, dù Tàu Cộng đã đổ nhiều tiền của để cải tạo, xây dựng trái phép nhiều công trình tại cái quần đảo Hoàng Sa, thậm chí chúng ngang nhiên thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên cái hòn đảo mà họ đã xâm chiếm của Việt Nam, thì chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa vẫn không bao giờ được xác lập nha quý vị. Bởi nó đi ngược lại luật pháp quốc tế lẫn sự thật lịch sử. Thì sau đây tôi sẽ cho anh chị em xem một cái di tích lịch sử mà ở trên cái đảo Trường Sa của chúng ta. Tôi cho anh chị em xem một cái lịch sử trên cái đảo Trường Sa. Đây, để anh chị em xem nha. Đây, đây, đây là một cái di tích. Đây,
Để nhìn cho kỹ nha. Đây, thấy. Đây, tôi đọc cho anh chị em thấy nha. Đây. Đây là cái cột chủ quyền Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Quý vị hãy xem cho kỹ nha. Trên cái cột này có khắc chữ rất là rõ ràng. Anh chị em hãy nhìn cho kỹ. Đây, cái chữ có phải là khắc lên đây là Việt Nam Cộng Hòa, quần đảo Trường Sa. Đây, đây, quần đảo Trường Sa. Có ký hiệu được khắc trên cột này. Anh chị em hãy nhìn cái ký hiệu. Rồi phần dưới, phần phía dưới cột có ghi quần đảo Trường Sa, tỉnh Phước Tuy, phải bởi quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này năm 1956. Đó. Để cho anh chị em nhìn cho kỹ nè, tôi cho anh chị em nhìn cho kỹ. Đây. Để nhìn cho rõ đi. Rồi. Đây là di tích lịch sử chứng tỏ, chứng minh rằng là quần đảo Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa sở hữu nha. Đó, tức là quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đó, ở phần dưới có khắc bốn chữ in hoa rất là lớn. Hải quân 56. Thấy chưa? Anh chị em thấy chưa? Đó, đó là cái di tích lịch sử để chứng minh được cái đảo Trường Sa, Hoàng Sa là do của Việt Nam Cộng Hòa gọi là chủ quyền, chứ không phải là của Cộng sản nha. Không phải là của Việt Nam Cộng sản. Thì tôi muốn nói rõ cái vấn đề ngày hôm nay. Cho nên Tổng thống Đào Minh Quân mới gửi cái đơn kiện. Thì ngày 19 tháng 1 năm 1954 là Tàu Cộng, Trung Cộng đã ngang nhiên xâm chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Đây là một cái minh chứng, một cái di tích lịch sử để lại làm bằng chứng mà chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta là người con dân Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, chúng ta là con dân Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu và phải nói ra cái sự thật mà bấy lâu nay đã bị Cộng sản Việt Nam bưng bít, Cộng sản Việt Nam xuyên tạc trên các mạng truyền thông. Tại vì Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng, mà lấy gì mà không xuyên tạc hả quý vị? Nha. Cho nên chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Phải nhìn nhận sự thật và phải tìm hiểu, phải có minh chứng, tìm hiểu sự thật và phải nói ra sự thật. Đó. Và Cộng sản Việt Nam đã bưng bít và đã xuyên tạc trên các mạng truyền thông. Điển hình như vừa rồi, chắc có lẽ anh chị em cũng không có lạ gì. Các cái đài là VTC14 hay là những cái đài gì đó, tôi thấy cũng có mấy đài. Thì tôi chỉ nghe sơ qua nhưng mà tôi cũng đã hiểu. Thì song song trên các báo chí của Cộng sản xuyên tạc rêu rao á, có một cái đài nói là khúc sau nói là tại Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Thì Mỹ không có tiếp tế quân sự vũ khí. Thì vậy chứ tôi hỏi anh chị em như thế này. Cái hiệp định Paris đó, cái hiệp định Paris đó đã ký, đặt ra ký với mục đích là cái gì? Hả? Thì có phải mục đích cái Hoa Kỳ mà đưa ra cái hiệp định Paris đó với mục đích là có phải là để mà đình chiến giữa hai miền Nam Bắc, tức là ngưng cái chiến tranh, gọi là cái hiệp định gọi là hiệp định hòa bình đó, là để ngưng chiến tranh cho hai miền Nam Bắc hay không? Nhưng mà Cộng sản Bắc Việt lợi dụng cái hiệp định Paris đó để mà cưỡng chiếm luôn cái miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và trong khi đó, hai cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa, chủ quyền. Và Tàu Cộng, Trung Cộng lúc bấy giờ đã coi như là đã cưỡng chiếm hai cái quần đảo đó.
và dựa vào cái gọi là cái công hàm công ước, cái tờ giấy gì đó, tờ giấy lộn gì đó của thủ tướng cộng sản là Phạm Văn Đồng ha, ký bán. Thì bây giờ cái tên Phạm Văn Đồng này vào nhà của Việt Nam Cộng Hòa ăn cắp hai cái quần đảo đó, ký bán cho Tàu Cộng. Thì bây giờ Tàu Cộng cứ kiếm Phạm Văn Đồng mà đòi nha, chứ Việt Nam Cộng Hòa không có ký bán nha. Mà ngày hôm nay Tổng thống Đào Minh Quân phải là làm đơn kiện lên Tòa án Quốc tế Hình sự Quốc tế ICC để đòi hai cái quần đảo đó cho người Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại vì trước khi mà Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam thì Mỹ đã cho ký cái hiệp định Paris năm 1973 để mà hòa bình, để mà ngưng chiến tranh cho hai miền Nam Bắc qua cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 đó. Thì có phải là trong cái khoảng điều 6 đó đó, trong cái điều 6 của cái bản hiệp định Geneva đó, thì có phải miền Nam ở trong miền Nam, miền Bắc ở ngoài miền Bắc, của miền nào ở riêng miền đó, không ai có được đi vượt qua cái vĩ tuyến 17 hay không? Vậy thì ai là người vi phạm cái hiệp định đó? Có phải là Cộng sản Bắc Việt hay không? Có phải là Cộng sản Bắc Việt do cái tên Hồ Chí Minh cầm đầu hay không? Đó. Thì tất nhiên là sau khi mà ký hiệp định Paris đình chiến đó 1973, thì tất nhiên Mỹ nó phải rút quân và đâu có còn tiếp tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Mà trong khi đó cái âm mưu, cái sự chỉ thị của Cộng sản quốc tế là Nga, Xô và Tàu Cộng lúc bấy giờ tiếp tế vũ khí cho Cộng sản miền Bắc để mà xâm chiếm, cưỡng chiếm, cướp cái miền Nam nha. Mà nên nhớ rằng, quý vị nên nhớ rằng, Mỹ mà rút quân khỏi miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó thì cũng là nằm trong cái chiến lược là 50 năm sau thì Mỹ sẽ đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại Việt Nam để lấy toàn vẹn lãnh thổ từ Nam chí Bắc, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thì quay lại cái vấn đề hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thì tại sao mà ngày hôm nay tôi trình bày với cái chủ đề này? Tại vì do mấy ngày vừa qua thì tôi thấy là dân Việt Nam mình á, ở trên mạng theo dõi những cái thông tin của Tàu Cộng mà gửi thư lên Liên Hiệp Quốc đó. Thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc á, để kiện về cái công hàm mà bán đảo quần xa Trường Sa mà vào năm 1958 mà của Phạm Văn Đồng đó. Thì bây giờ đó là Tàu Cộng á, nó lôi cái công hàm của Phạm Văn Đồng ra, đúng không? Thì để mà kiện lên gọi là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em như thế này, đó là Tàu Cộng nó hù người dân Việt Nam mình ở trong nước thôi. Chứ tôi nói thật với quý vị, nó thừa biết, Tàu Cộng nó thừa biết, Tập Cận Bình nó thừa biết là cái tờ giấy mà gọi là cái công hàm công ước gì đó mà do Phạm Văn Đồng mà ký bán cho Tàu Cộng mà năm 1958 đó, thì đó chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Tại vì cái nó biết là nó là đi mua đồ gian, đồ ăn cắp của Phạm Văn Đồng, thì không thể nào mà coi như là được gọi là được luật pháp quốc tế hay luật pháp Liên Hiệp Quốc gọi là xác nhận nha, không bao giờ. Thì chúng ta phải hiểu rằng công hàm do Phạm Văn Đồng ký một năm 1958 đó chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi nha, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Tại vì Phạm Văn Đồng là kẻ cướp gọi là thủ tướng gì ta, thủ tướng của cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ là một kẻ cướp rồi đi ăn cắp tài sản của Việt Nam Cộng Hòa, tức là ăn cắp tài sản của người khác, tức là đi trộm, tự ý đi trộm hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa đang chủ quyền, rồi đem bán cho Tàu Cộng với giá là 870 tỷ nhân dân tệ nha.
Đây là một cái tin mà Tàu ha. Tàu Cộng đưa ra là đem bán cho Tàu Cộng với giá là 870 tỷ nhân dân tệ. Thì tin này cũng do từ Tàu Cộng, tức là Trung Cộng đã rêu rao trên mạng từ Biển Đông mà vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Vậy thì Tàu Cộng á, cứ đi tìm Phạm Văn Đồng là Thủ tướng Cộng sản mà đòi. Tại vì Phạm Văn Đồng ký bán cho Tàu Cộng thì ngày hôm nay Tàu Cộng cứ đi tìm Phạm Văn Đồng mà đòi nha. Chứ còn Việt Nam Cộng Hòa không có ký bán. Mà Tổng thống Đào Minh Quân á, là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tiếp nối đệ nhị cũng không có bán. Mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng không có bán. À, nói chung là Việt Nam Cộng Hòa không có ký bán cho Tàu Cộng hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thì bây giờ tôi nói thẳng một cách nôm na như thế này nha. Phạm Văn Đồng ký bán mà chính Tàu Cộng rêu rao nha, từ tin từ Biển Đông nha. Tôi theo dõi là ngày tức là ngày ngày 8 tháng 8 năm 2019 đó, là nói là Phạm Văn Đồng đưa cái công hàm Phạm Văn Đồng ra là ký bán là 870 tỷ nhân dân tệ ha. Vậy thì bây giờ Tàu Cộng Tập Cận Bình cứ đi tìm Phạm Văn Đồng mà đòi đòi số tiền đó. Tại sao? Tại vì hai quần đảo này là của Việt Nam Cộng Hòa, không phải là của Việt Nam Cộng sản. Mà Cộng sản Phạm Văn Đồng bán cho Tàu Cộng thì ngày hôm nay Tàu Cộng, nếu Tàu Cộng là vì cái lòng tham vọng, tham lam mà đi mua đồ gian, đồ ăn cắp của Phạm Văn Đồng thì tất nhiên là Tàu Cộng mất cả chì lẫn chài ha. Tại vì còn có luật pháp quốc tế, còn có Liên Hiệp Quốc nữa nhá chưa. Thì lúc đầu tôi đã đọc cái đơn kiện của Tổng thống Đào Minh Quân, đã kiện rồi, đã kiện từ năm 2014 rồi, đã kiện Tàu Cộng rồi, đi xâm chiếm hai cái quần đảo này rồi nha. Cho nên ngày hôm nay mà Tàu Cộng mà Tập Cận Bình á, mà có dựa vào cái công hàm của Phạm Văn Đồng để mà đi kiện Liên Hiệp Quốc á, tôi nói thật với quý vị á, chẳng ai xử đâu. Cho dù 100 cái đơn kiện, 1000 cái thư gửi cũng là phải nói là vô giá trị. Vô giá trị nha. Chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam phải không? Minh Hạnh, Ánh Trăng Huy Hoàng, đúng không? Vậy nè. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải tìm hiểu được cái lịch sử Việt Nam chúng ta nha. Chúng ta phải biết lịch sử Việt Nam chúng ta. Trường Sa, Hoàng Sa là lịch sử Việt Nam chúng ta. Từ thời bao nhiêu đời vua ha. Mà nên nhớ rằng đó, đây là còn có luật pháp của Liên Hiệp Quốc nữa nha. Tôi nói cho quý vị nghe, chứ không phải là muốn chiếm là chiếm đâu nha. Cho nên là không có dễ đâu, không có dễ ăn đâu nha. Cho nên á, chuyện đâu còn có đó, ha. Ừ. Cho nên hôm nay á, tôi trình bày cái đảo Trường Sa Hoàng Sa này, từ từ quý vị từ từ bình tĩnh là nghe tôi trình bày tiếp nè. Cho nên á, cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 nó chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi nha. Chỉ là một tờ giấy lộn vô giá trị, vô hiệu lực, vô hiệu hóa. Tại vì Phạm Văn Đồng, tôi nhắc lại, Phạm Văn Đồng là theo lệnh của Hồ Chí Minh là kẻ cướp, đi ăn cắp tài sản của người khác, ăn cắp ăn trộm hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa đang chủ quyền, rồi đem bán cho Tàu Cộng với giá 870 tỷ nhân dân tệ. Thì tin này từ Tàu Cộng đã rêu rao từ năm ngoái, từ ở trên mạng, tức là từ nó là đưa từ Biển Đông vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Ha, cho nên tôi nói là bây giờ Tàu Cộng cứ đi tìm Phạm Văn Đồng mà đòi nha. Đó. Cho dù gửi 1000 cái thư lên Liên Hiệp Quốc thì tại vì đối với luật pháp quốc tế đó là con số zero nha.
là con số zero, vô hiệu hóa, không giá trị. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta không có nghe báo đài nào xuyên tạc hết nha. Báo đài gì của cộng sản gì toàn là xuyên tạc, làm lợi cho giặc nha quý vị. Chỉ có làm lợi cho giặc mà thôi nha. Chúng ta không có cần nghe báo đài nào gọi là xuyên tạc cả. Đó. Cho nên ngày hôm nay tôi trình bày rõ cái vấn đề này. Rồi. Cho nên quý vị á, nếu quý vị là người Việt Nam á, thì quý vị phải tìm hiểu đi nha. Phải tìm hiểu đi. Mình là người Việt Nam, mình phải có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị chối bỏ cái nguồn gốc của mình, cái lịch sử của mình. Tại sao mà đất nước Việt Nam chúng ta mà mình để cho cộng sản là nó là tay sai, gọi là tàu cộng, nó nói giáo cho giặc để mà nó đem nó bán đất nước mình. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ Việt Nam mình còn có ra cái thể thống gì nữa? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, những cái căn nhà biệt thự, căn nhà to lớn, biệt thự, binh đinh, những cái xe gọi là xe hơi đắt tiền, những cái xe xịn xe hơi, thì ai làm chủ? Những cái căn nhà to lớn như thế này mà ở ngoài mặt tiền đường đó, ai làm chủ? Người dân mình có làm chủ được không? Hay là chỉ có những tên đầu sỏ cộng sản, những cái tên gọi là tham nhũng hối lộ mới có tiền mua những cái nhà mặt tiền làm chủ đó. Còn người dân nghèo của mình á, ở trong cái hốc bò tó đó, ở trong hẻm đó, kiếm một mười mấy mét để mà ở cũng không ra luôn nha. Đi ở thuê, ở mướn nha. Rồi cộng sản là tay sai tàu cộng cai trị đất nước của chúng ta 45 năm thì sao? Hả? Đưa đất nước chúng ta như thế nào? Trai á, đàn ông con trai á, thì ở trong nước á, biết bao nhiêu cái công ty mà không có việc làm, thất nghiệp, phải đi làm thuê, làm mướn, đi làm lao nô cho tụi Tàu, ha, Malaysia, hay là đi các nước là Thái Lan hay là Nhật để mà đi làm lao nô. Rồi phụ nữ con gái á, thì làm cái gì? Đi ra ngoài làm cái gì? Có phải đi bán dâm làm đĩ điếm không? Khắp nơi trên thế giới không? Mà trong khi trong nước mình á, trẻ em thì nghèo, đói, khổ, sở, lang thang. Những cụ bà cũng lang thang rách rưới. Còn những kẻ mà có cơm no áo ấm là ai? Nhà lầu xe hơi là ai? Hả? Mà giờ này chúng ta cũng chưa sáng mắt nữa sao? Thì bây giờ đó, để tôi tạm ngưng ở đây chút xíu. Tôi sẽ mời một vị lên đây chia sẻ. Rồi tôi sẽ tiếp tục trình bày cái hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa này cho quý vị ngày hôm nay, nhất là anh chị em, bà con, cô bác ở tại quốc nội đó, để biết được là hiện nay ai chủ quyền đất nước Việt Nam, ai chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi nói cho quý vị nghe nha, ai chủ quyền đó, đây mới là điều quan trọng. Tại vì cái người chủ đó thì mới lấy lại được cái quần Trường Sa và Hoàng Sa. Còn nếu mà không phải chủ thì mơ đi, nằm mơ đi nha. Nằm mơ đi cũng không có lấy được đâu. Rồi để tôi mời một vị lên đây chia sẻ xong rồi tôi sẽ nói tiếp cho quý vị nghe. Bữa nay đề tài hôm nay rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn ha. Quý vị cứ ngồi đi nghe đi, đừng có vội nóng mà chửi tôi ha. Quý vị là người Việt Nam mà quý vị chửi tôi đó thì cộng sản nó cũng còn nguyên à. Mà Tàu bây giờ nó qua đó, nó cai trị đất nước mình rồi. Nó cai trị đất nước mình rồi. Tôi nói cho quý vị nghe nha. Nó cai trị rồi. Đây, để tôi mời vị này lên rồi sau đó rồi tôi sẽ nói tiếp. Đề tài hôm nay rất là hấp dẫn.
Tại vì tôi thấy thời gian gần đây nhiều người lao sao nóng hổi, nào là trời ơi Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi nói cho quý vị nghe, có phải là những cái đài của Cộng sản đó lên tiếng nói đó, có phải xác nhận là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa hay không? Có không? Đúng không? Chính là đài Cộng sản còn nói Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa mà. Nhưng mà đổ thừa là tại Mỹ, ha, không có đổ thừa ai. Nước của mình, tài sản của mình có quyền nắm giữ. Mình phải có trách nhiệm mình giữ, chứ tại sao mình đổ thừa Mỹ? Không có đổ thừa ai hết á. Bây giờ Tàu Cộng nó ăn cắp của mình phải không? Nó dùng vũ lực phải không? Nó chiếm hai cái quần đảo của mình phải không? Thì bây giờ đó, Tổng thống Đào Minh Quân kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ha, để mà đòi lại hai cái quần đảo này. Nói cho quý vị nghe luôn, để coi quý vị thử coi có lấy được hay không nha. Cho nên luật pháp quốc tế, quý vị đừng có xem thường cái luật pháp quốc tế nha. Đừng có xem thường luật pháp quốc tế. Vậy chứ ở thế giới này người ta lập ra cái luật pháp quốc tế để làm cái gì? Hả? Người ta lập ra luật pháp quốc tế để chơi à? Để ngó chơi à? Đúng không? Không ai rảnh mà ngó chơi hết trơn á. Đó. Mà tôi cũng nói lặp lại cho quý vị nghe hồi đầu tiên quý vị chưa vô nghe đó. Để rồi xong cái livestream này quý vị nghe từ khúc đầu nè. Tức là Tổng thống Đào Minh Quân đã kiện Tàu Cộng lấy lại hai cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa là ngày 30 tháng 8 năm 2014. Và ngài đã gửi lên cái đơn kiện này đó, là Tổng thống Đào Minh Quân đã gửi đến Tập Cận Bình là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Và cái vấn đề mà cái đơn kiện này là Tổng thống đã đưa ra bản sao của đơn kiện này được gửi đến một cơ quan, thứ nhất là Tổng thống Hoa Kỳ, cơ quan thứ hai là Chủ tịch Liên minh Châu Âu, cơ quan thứ ba là Tổng thư ký Hội đồng Liên minh Châu Âu, cơ quan thứ tư là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cơ quan thứ năm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cơ quan thứ sáu Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ. À, đó tôi nói rõ cho quý vị nghe nha. Rồi từ từ để tôi mời vị này lên rồi tôi nói tiếp. Hôm nay rất là hấp dẫn, đề tài rất là hấp dẫn. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải tìm hiểu lịch sử của Việt Nam nha. Chúng ta phải tìm hiểu lịch sử của Việt Nam. Chúng ta không có thể nào để mất hai hòn đảo, để mất nước của mình được nha. Không bao giờ chấp nhận điều đó. Anh em báo công an đi, tội nghiệp quá. Như vậy là quý vị chứng tỏ là lời nói của quý vị chứng tỏ là Việt Nam không có tự do ngôn luận. Đúng chưa? À, xin chào à. Xin chào đại biểu. À, bây giờ có một vị lên đây chia sẻ ngày hôm nay. Thì bây giờ mời đại biểu lên chia sẻ nha. Rồi. Bây giờ có thể nói đi. Anh có thể nói đi. Nói tự nhiên đi. Dạ, chào đại biểu Kim Lan. Dạ, chào. Dạ, có nghe rõ không ạ? À? Dạ, nghe rất rõ. Quý vị nghe rõ không ạ? Xin trân trọng kính chào quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu và quý đồng nhiệm. Xin trân trọng kính chào đồng bào. Hôm nay tôi được tham gia livestream của đại biểu Kim Lan để góp phần quảng bá về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân trong cuộc đấu tranh với tà quyền cộng sản. Rồi, kính mời anh chị em nghe đại biểu này chia sẻ về tiểu sử Tổng thống nha. Rồi, ok. Mời anh. Dạ, có nghe rõ không ơi? Dạ, nghe rất rõ. Quý vị trên diễn đàn nghe có rõ không à? Rồi nói tiếp hôm nay đi. Tôi xin trình bày tất cả những cái sách lược mà Tổng thống Đào Minh Quân đã dùng để trong một thời gian vừa qua để đánh bại Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các sách lược mà Tổng thống đã dùng để đánh bại Cộng sản Việt Nam thì có rất nhiều sách lược. Nhưng hôm nay tôi xin trình bày một số sách lược
quan trọng như sau. Anh có thể nói lớn, anh có thể nói lớn lên chút xíu nữa, nói lớn hơn chút xíu. Tôi nói lại hết nha. Rồi nói lại đi, nói lớn hơn dạ, chút xíu. Dạ, có nghe rõ chưa ạ? À, nói lớn hơn cho những người rồi rồi. Kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Quốc, quý đại biểu và quý đồng nhiệm. Trân trọng kính chào đồng bào cả nước. Hôm nay tôi được tham gia livestream của đại biểu Kim Lan để góp phần quảng bá về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa và tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân. Công cuộc đấu tranh với tà quyền lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Mấu chốt rất quan trọng trong công cuộc giành lại tổ quốc đã rơi vào tay của Cộng sản 45 năm qua. Đó là chiến lược đạp mặt Hồ Chí Minh giả mạo tại UNESCO, gạch trần quỷ kế linh miêu thắp quốc, chứng tỏ cho đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và thế giới biết được rằng Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình kia là người của Tàu Cộng chứ không phải là người, không phải là Nguyễn Ái Quốc. Thủ tướng Đào Minh Quân đã vạch mặt tại UNESCO khi mà ngày 19 tháng 5 năm 1989 Bắc Bộ Phủ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc đề nghị gửi công hàm lên UNESCO để đề nghị là phong cho Hồ Chí Minh là danh nhân của thế giới, thì Thủ tướng Đào Minh Quân đã cùng với phái đoàn của chính phủ Việt Nam lâm thời đã trình thư yêu cầu UNESCO là phải thử ADN của Hồ Chí Minh, đồng thời là thử là so sánh dấu vân tay của Hồ Chí Minh nằm ở trong lăng Ba Đình với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc đang lưu trữ tại Pháp khi Nguyễn Ái Quốc lưu trú và làm việc tại đây. Chiến lược thứ hai là trưng cầu dân ý mà quý vị đang thấy chúng tôi kêu gọi. Trưng cầu dân ý là gì? Trưng cầu dân ý là yêu cầu người dân trưng lên ý kiến của mình, hay còn gọi là nói lên nguyện vọng của mình. Trưng cầu dân ý có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì một chính phủ hợp pháp đại diện cho nhân dân của một nước thì phải do chính người dân nước đó bầu lên, chứ không thể nào một chính phủ nói rằng tôi hợp pháp, tôi đang đại diện cho nhân dân nhưng mà chẳng có phiếu nào, ứng cử viên cũng không có người nào là của nhân dân đưa lên cả. Từ ứng cử viên, ban điều hành, phòng phiếu, ủy ban tổ chức, bầu cử, ủy ban kiểm phiếu đều là đảng viên Cộng sản Việt Nam cả. Tất cả là do Đảng Cộng sản Việt Nam thao túng bầu cử theo chủ trương đảng cử dân bầu. Vậy đảng cử dân bầu là gì? Là đảng cử người của đảng ra ứng cử, người dân chỉ cần bỏ phiếu thôi, không cần phải biết ông đó là ông nào cả, có công gì với đất nước, tiến sĩ giả hay thật. Tôi biểu người dân bầu thì người dân cứ việc bầu, không cần phải thắc mắc gì cả. Mà cho dù người dân không ai bầu, gạt hết đi thì cũng vẫn có người ứng cử và trúng cử. Với những bình luận rất hoa mỹ, ví dụ như ông A, ông B, bà 9 hay bà 8 gì đó trúng cử với 100% số phiếu và được toàn thể nhân dân đồng lòng ủng hộ. Xã hội chủ nghĩa là như vậy. Kính thưa đồng bào, vì thế cho nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kêu gọi đồng bào trưng cầu dân ý là muốn đồng bào nói lên tiếng nói ly khai với Cộng sản, ly khai với độc tài tàn ác, và người dân Việt Nam quyết định và nguyện vọng để chế độ Việt Nam Cộng hòa trở lại. Hay nói một cách khác là chúng tôi
không muốn sống với Cộng sản nữa. Chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho nhân dân tại Việt Nam. Chiến lược thứ ba là yêu cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc mở lại Hiệp định Paris năm 1973. Vậy Hiệp định Paris là gì? Và tại sao Tổng thống Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời yêu cầu mở lại Hiệp định Paris năm 1973? Có thể nói Hiệp định Paris là mấu chốt rất quan trọng, làm cho miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hiệp định Paris là hòa đàm, là hiệp định ngừng chiến tại hai miền Nam Bắc Việt Nam. Hiệp định này còn được gọi là hiệp định bốn bên vì tham gia ký hiệp định gồm có bốn bên tham chiến, gồm Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại số 19 đường Kleber, thủ đô Paris, Pháp, và có hiệu lực ngay ngày hôm sau, tức là ngày 28 tháng 1 năm 1973. Paris gồm có 9 chương và 23 điều. Hiệp định Paris gồm có 9 chương và 23 điều, nhưng suốt trong 23 điều này không có một điều khoản cực kỳ quan trọng, đó là nếu một bên vi phạm hiệp định thì phải có sự ràng buộc chế tài của một tổ chức nào đó, như là Liên Hiệp Quốc hoặc một lực lượng nào đó, như lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đơn phương tuyên bố 10 điểm để đàm phán một hiệp định đình chiến. 10 điểm đó Cộng sản Bắc và Nam Việt Nam đã đưa ra ngày 8 tháng 5 năm 1969. Đây là thời điểm mà quân lực Việt Nam Cộng hòa rất mạnh mẽ, làm chủ trên mọi chiến trường Nam Việt Nam. Sau thất bại cay đắng Tết Mậu Thân 68, hàng ngũ Giao Liên Cộng sản tại miền Nam bị chết và bị bắt. Gần hết tất cả các cơ sở ngầm của Cộng sản tại miền Nam đã bị lộ diện. Và trong tình thế nguy nan đó, kẻ gây chiến Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã vừa gây chiến vừa la làng, đã tuyên bố 10 điều để chấm dứt chiến tranh Nam Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt tôi muốn nói ở đây là suốt thời gian đàm phán 10 điều của Cộng sản Bắc và Nam Việt Nam không hề có sự tham gia của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, vì họ không được mời, mà chỉ có những cuộc họp kín và đi đêm giữa Mỹ và Cộng sản mà thôi. Có nghĩa là giữa Kissinger, Henry Kissinger và Lê Đức Thọ. Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa đã từ chối ký vào Hiệp định Paris, nhưng phía Mỹ và Cộng sản Nam Bắc Việt Nam đã ký tắt và ép Việt Nam Cộng Hòa phải ký vào đó. Ký vào một hiệp định vô cùng bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Quá trình đàm phán là từ tháng 10 năm 1972, Cộng sản chỉ đề cập đến việc Mỹ phải rút quân mà không đá động gì đến quân miền Nam. Quyền Bắc phải rút qua khỏi vị tuyến 17. Hiệp định Paris năm 1973 quy định rất rõ ràng
ở trong 9 chương và 23 điều rất bất lợi cho đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và trong bản hiệp định Paris này, Cộng sản Nam Bắc Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng khoản A, mục 3B, 3C, đặc biệt là điều 7, khoản A, điều 17, 15. Việc thống nhất đất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thô tính bên nào, và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất sẽ do miền Nam và miền Bắc thỏa thuận. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm, xua quân vào đánh chiếm còn 4 vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam, vi phạm điều 15. Ngoài ra vi phạm rất nghiêm trọng điều 7. Điều 7 quy định là miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự ở hai biên giới, ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời tức vị tuyến 17. Nhưng quân đội miền Bắc đã xua quân vượt vị tuyến 17 để xâm chiếm, xâm lăng miền Nam. Cộng sản Nam Bắc Việt Nam còn vi phạm điều 13 khoản A, điều 18 Hiệp định Paris. Trong điều khoản này ghi rất rõ ràng, hai bên phải giảm quân số ngay lập tức, chỉ duy trì một lực lượng nhỏ để đợi hiệp thương thống nhất, trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cho một số lớn lực lượng phục dân, tức về nhà, thì bọn Cộng sản lại tăng 6 lần quân số và đạt được vũ khí tăng lên 20 lần. Cùng có sự can thiệp của cố vấn quân sự nước ngoài như Liên Xô, Cuba, Tàu Cộng. Vì vậy, sau khi Thủ tướng Đào Minh Quân nhận tổng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018, thì 15 ngày sau, tức ngày 26 tháng 11 2018, Tổng thống Đào Minh Quân đã ký sắc lệnh số 003/TT-2018-1124 cử phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến Liên Hiệp Quốc để trình thỉnh nguyện thư tái khởi động lại Hiệp định Paris để nhằm mục đích khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chiến lược thứ tư là Tổng thống, tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân. Mục đích của chiến lược thứ tư là để nêu rõ tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân có rõ ràng, có vợ con, cha mẹ rõ ràng, thời gian nối tiếp liên tục trong quá trình bản thân rõ ràng. Nhưng cái quan trọng trong vấn đề nêu ra tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân để cho người dân Việt Nam thấy rằng Tổng thống Đào Minh Quân là người Việt Nam chính gốc, trái lại Hồ Chí Minh lý lịch không rõ ràng, thay tên đổi họ liên tục, địa chỉ cư trú lung tung, việc làm không ổn định, không rõ ràng, tên tuổi lúc thì Nguyễn Sinh Cung, lúc thì Nguyễn Ái Quốc, lúc thì anh ba, anh bốn, anh bảy gì đó, rồi cuối cùng thì nhảy luôn qua Hồ, họ Hồ, thành Hồ Chí Minh, Hồ Ly Tinh gì đó. Mà cái đáng nói nhất ở đây là Hồ Chí Minh là người Tàu, không phải người Việt Nam. Mà đã là người Tàu thì làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh làm chức già dân tộc của Việt Nam được. Thật ra Nguyễn Ái Quốc thật sự đã bị chết cháy trong thư viện ở Hồng Kông năm 1932. Tàu Cộng đã tìm ra một tên na ná như Nguyễn Ái Quốc và bày kế linh miêu tráo chúa
Hồ Chí Minh Trung Lăng Ba Đình hiện nay thật là không phải Hồ Chí Minh mà là Hồ Quang. Hắn còn có một cái tên khác nữa, tức là Hồ Tập Chương, mang quân hàm thiếu tá, thuộc Bát Lộ Quân, quân đội Tàu Cộng. Như vậy, rõ ràng, giữa tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân và của tên Hồ Chí Minh Việt Giang Tàu Cộng, thì đồng bào cũng phải tự suy nghĩ xem ai xứng đáng lãnh đạo đất nước Việt Nam, ai không đáng lãnh đạo đất nước Việt Nam, ai đáng tôn vinh và ai không đáng tôn vinh. Chiến lược thứ năm là hiến pháp để tam Việt Nam Cộng Hòa đã được Tổng thống Đào Minh Quân ký ban hành và phổ biến rộng rãi để người dân thấy được tính nhân văn của chế độ, tính nhân bản của con người lãnh đạo trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thương dân cho dân và phục vụ nhân dân như thế nào? Tự do bác ái, công bằng, văn minh như thế nào? Dân chủ, nhân quyền ra làm sao? Luật pháp, công minh, nhân đạo như thế nào? Để đối lại với cái gọi là hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam đã dựng lên để dối trá lừa bịp người dân. Thật ra hiến pháp này không bao giờ được sử dụng đúng như những từ ngữ mà Cộng sản đã ghi trong hiến pháp. Chúng đi ngược lại hiến pháp, chúng ngang nhiên ngay lên trên hiến pháp mà chính của chúng đã làm ra. Như vậy, để đồng bào so sánh giữa hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, các điều khoản trong hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa nói lên tính nhân bản và quyền lợi, lợi ích đối với nhân dân như thế nào so với những gì mấy mươi năm qua mà Cộng sản chiếu theo hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đối xử với nhân dân trong đất nước Việt Nam như thế nào? Chiến lược thứ sáu cũng là chiến lược cuối cùng theo tôi là quyết định nhổ tận gốc rễ. Không những Cộng sản Việt Nam mà còn nhổ cả tận gốc rễ của Tàu Cộng. Chiến lược đó do Tổng thống Đào Minh Quân đã dày công nghiên cứu và đề xuất cho chính phủ Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ, và chính phủ Hoa Kỳ là phía đang tiến hành giúp cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để hành động, để thi hành chi tiết của chiến lược này rất sâu xa. Tôi cũng không biết được hết. Nhưng cái cốt lõi ở trong cái chiến lược này đó là hồ sơ kiện Tàu Cộng 36.000 tỷ và hiện nay đã tăng lên 38.000 tỷ. Ngày 15 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Đào Minh Quân và Phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã đâm đơn kiện lên Tòa án SCC, tức là Tòa án Hình sự Quốc tế. Đơn kiện Tàu Cộng 36.000 tỷ và hiện nay đã tăng lên 38.000 tỷ. Tập tài liệu này dày 233 trang, tính luôn bìa. Trong 233 trang này có 4.000 trang tài liệu là chứng cứ về tội ác, diệt chủng và hủy hoại cuộc sống của Cộng sản Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Và hiện nay đơn kiện này tại Tòa án SCC quốc tế có 3 thẩm phán, thì một thẩm phán đã gật đầu chấp nhận
theo quy định, hai trong ba thẩm phán gật đầu thì bản án có hiệu lực và Tàu Cộng phải đền bù cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là đền bù cho thể chế để ta Việt Nam Cộng Hòa 38.000 tỷ. Một số trong 38.000 tỷ này sẽ được trả công cho Hoa Kỳ, số còn lại sẽ phục vụ an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân, 100 triệu người dân của đất nước Việt Nam. Chiến lược cuối cùng này còn có cái tên khác, đó là chiến lược gông cổ Tàu Cộng và siết cổ Cộng sản Việt Nam, hay còn gọi là chiến thuật vườn không nhà trống thì cũng được. Đối với Cộng sản Việt Nam, tính cho đến ngày hôm nay, thế giới người ta đã quyết, tất cả những nhân vật lớn ở trên thế giới, người ta đã có cái nhìn về Đảng Cộng sản, Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam với một cái nhìn hết sức là nhức nhối, và từ những nhân vật rất quan trọng ở trên thế giới này, người ta đã phát biểu, đã nói về Cộng sản Việt Nam bằng những cái từ ngữ mà khi chúng ta đồng bào Việt Nam mà hiểu hết được, mà nghe hết được, tại vì ở trong nước đồng bào luôn bị bưng bít thông tin. Rất may là trong thời đại này internet rất thịnh hành, cho nên và chúng tôi đã, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng tôi, tất cả các đại biểu, các đồng nhiệm ở trong chính phủ đã cố gắng hết sức để truyền tải những sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, truyền về cho đồng bào trong nước hiểu biết, hiểu về một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để ta Việt Nam Cộng Hòa đang hoạt động để mà cứu vớt đất nước, cứu vớt đồng bào như thế nào, và một vị tổng thống không ăn lương đang làm hết sức mình hàng ngày để cứu vớt đồng bào như thế nào. Đồng bào vào trong các live stream mà xem, như hồi nãy đến bây giờ, tất cả các đồng bào trên live stream đều thấy là chúng tôi bị rủa xả, bị chửi rủa thậm tệ, ngày nào cũng bị chửi. Chửi bản thân chúng tôi, mà chửi cả cha mẹ chúng tôi, chửi như gần hết cả tổ tiên của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi và chính phủ, tổng thống, các đồng nghiệp không hề có một đồng lương nào, vẫn cố gắng truyền tải thông tin để mà đồng bào hiểu được những đường lối. Trong khi những số người mà đồng bào vừa đang và đang coi trên live stream, đồng bào thấy người ta chửi rủa chúng tôi vô tội vạ, rã rủa xả chúng tôi, chửi với chúng tôi thậm tệ bằng những ngôn từ mà cũng không bao giờ nghĩ ra được. Chúng tôi nhiều khi nghĩ rằng không biết những người đó họ ăn, họ vừa phun ra ở trên mạng, cha mẹ của những người đó, thân thuộc của những người đó, khi người ta nhìn, người ta coi cái live stream này, người ta thấy người thân của người ta đang chửi bới người khác cực kỳ vô liêm sỉ, mất dạy, vô giáo dục như thế, thì gia đình, bà con của những người đó sẽ nghĩ những người đó như thế nào? Tại sao họ lại chửi chúng tôi? Trong khi họ không hề biết chúng tôi đang làm cái gì. Họ lên live, họ tham gia live stream là để chửi phụ tùng của đàn ông, đàn bà như thế, thì họ ăn cái gì? Mà khi họ phun ra những cái lời đối với những đồng nghiệp, những đại biểu trong chính phủ của chúng tôi như vậy, làm việc không có lương, cố gắng đồng bào cứu nước, Tàu Cộng bây giờ nó đã hay Campuchia áp sát biên giới,
những cái người live stream ngày hôm nay có biết cái vấn đề đó hay không? Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 nó giết đồng bào miền Bắc như thế nào động, những cái người trên live stream này có biết hay không? Bao nhiêu đồng bào miền Bắc, con nít miền Bắc bị nó cầm hai chân nó xé làm hai ở biên giới phía Bắc, bao nhiêu người chiến tranh phía Bắc, Tây Bắc năm 1979, những cái người trên có biết cái vấn đề đó hay không? Có biết hay không? Chúng tôi đang cố gắng, nó đang sắp diễn ra, nó sẽ không diễn ra nữa. Tải thông tin về nước, thông tin về nước, bỏ cả công an gì, các người nên biết hôm nay là ngày thường, nhiều người cũng phải đi làm đủ thứ ca hết, lên live stream cố gắng truyền tải về cho đồng bào biết chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và tổng thống Đào Minh Quân ngày đêm cố gắng hết sức để tải thông tin truyền bá chính phủ về là cái gian ác cộng hiện bây giờ cộng sản Việt Nam cũng không còn quyền hạn nữa, tôi nói mà la ở chủ chữ với chúng tôi, những cái người đang cầm đó bây giờ là tàu cộng sản Việt Nam nữa, người nên hiểu như thế đó. Dạ kính thưa đồng bào, hôm nay thì Quy Phạm có một chút diễn giải và quảng bá về tổng thống Đào Minh Quân, chính phủ quốc gia, tất cả guồng máy của chính phủ đang hoạt động hết công suất, tất cả đất nước cứu đồng bào thoát khỏi gông xiềng của chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt và giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam, hoàn thành sự nghiệp mà tổng thống Đào Minh Quân suốt cả một đời người tự nghiệp lấy lại không làm khổ dân. Trước khi dứt lời, xin trân trọng kính gửi đến cả nước lời chúc sức khỏe, chúc tất cả được bình an, sức khỏe dồi dào để một ngày không còn xa nữa tất cả chúng ta của đất nước ba sọc đỏ sẽ tung bay trên các nóc nhà trên mọi miền đất nước, và thể chế Việt Nam Cộng Hòa ba sẽ trở về trên đất nước thân yêu. Xin thân ái kính chào đồng bào, xin trân trọng kính chào quý đại biểu và quý đồng nhiệm, xin chân thành cảm ơn đại biểu Kim Lan, tôi xin hết. Dạ, xin rất là cảm ơn anh Vi Phạm đã chia sẻ ngày hôm nay. Thì tất nhiên là chúng ta nói lên những cái sự thật, những cái gì mà Việt Nam đã bưng bít, những cái năm lâm thời, những cái thông tin sự thật không hề biết. Dạ xin cảm ơn anh Vi Phạm một lần nữa. Vừa rồi anh Vi Phạm có chia sẻ Greece năm 1973 đó. Thì anh chị em cũng biết là Cộng sản và Cộng sản miền Nam có ký vào cái hiệp định đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Chính họ đặt bút ký và chính họ lại vi phạm cái hiệp định Paris rất là trầm trọng. Quý vị thấy không? Hiệp định Paris ký là ngưng chiến tranh, không được chiến tranh, không là, đình chiến, gọi là cái hiệp định hòa bình. Nhưng mà cuối cùng rồi có hòa bình hay không? Hả? Tại vì miền Bắc á, là cái của Cộng sản Tàu, là một cái công cụ của Cộng sản Tàu, của Tàu Cộng. Thì Cộng sản sự được sự tiếp tế, gọi là vũ khí, quân đội của Cộng sản Tàu và Nga Xô lúc đó, để mà cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó. Thì bây giờ tôi xin được tiếp tục. Kính thưa anh chị em,
Chính phủ quốc gia Việt là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, tức là hiện nay đã có hơn 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người Việt Nam trên toàn thế giới bầu và ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân trong tinh thần tự do và tự nguyện. Tổng thống Đào Minh Quân là người đại diện chính danh hợp pháp duy nhất cho quyền lợi của người dân nước Việt Nam. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất đại diện cho quốc gia Việt Nam và những người Việt đang bị Cộng sản cướp nước được chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận hợp pháp tại Hoa Kỳ và đã tồn tại suốt 30 năm qua. Chính phủ này hiện đang hoạt động và do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là kế thừa chính phủ quốc gia Việt Nam. Một chính phủ Việt Nam danh chính ngôn thuận trước quốc dân và quốc tế. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là tiếp nối đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là kế thừa của Việt Nam Cộng Hòa, yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế để mở một phiên tòa để buộc Trung Cộng trả lại hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc của công lý và luật pháp quốc tế. Nên nhớ rằng Tổng thống quốc tế, chiến lược và mưu lược của Tổng thống là công pháp quốc tế, chứ không bị súng đạn. Đó. Bây giờ là chúng ta đó chỉ dùng trí tuệ và trí huệ mà thôi. Nha. Cho nên Tổng thống Đào Minh Quân là người đủ điều kiện, đủ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa mới đúng là chủ nhân, chủ và hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Như ở phần đầu mà tôi cũng vừa trình bày, tôi có đọc mở đó. Tức là Tổng thống Đào Minh Quân đã gửi đơn kiện tố cáo Trung Cộng xâm chiếm biển và đất đai ngày 30 tháng 8 năm 2014. Đó. Cái đơn kiện này được gửi ngày tháng 9 năm 2014. Quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân đã hoạt động 30 năm nay. Nha. Chính phủ này có những cái chiến lược, mưu lược để triệt hạ Cộng sản, giải thể Cộng sản tại Việt Nam bằng công pháp quốc tế. Nha quý vị. Bằng công pháp quốc tế. Và chính phủ Hoa Kỳ, tôi cũng nói ở đây cho các anh chị em biết nha, biết rõ nắm cho vững nha. Chính phủ Hoa Kỳ đã ban giao với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời qua các công hàm như sau. Đây, tôi sẽ trình bày, tôi nói cho quý vị nghe những cái văn kiện của chính phủ Hoa Kỳ mà đã, tức là ban giao với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Mà cái văn kiện đầu tiên á, là ngày 28 tháng 1 năm 1994. Thì đó là cái sự quan hệ. Đây là một cái văn kiện của Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là một vị Tổng thống đứng đầu của ngành hành pháp, tức là Tổng thống Bill Clinton, gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lần thứ nhất là ngày 28 tháng 1 năm 1994. Xin mời quý vị lắng nghe nha. Đó là sự quan hệ chiến lược quan trọng giữa chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và chính phủ Hoa Kỳ. Có những cái văn kiện mà chúng ta cũng phải cần nhớ rất rõ và rất kỹ nha. Chúng ta đặc biệt phải chú ý đến ba cái công hàm này mà hôm nay tôi xin trình bày ra đây. Công hàm thứ nhất là Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là vị Tổng thống đầu tiên
là vị tổng thống đứng đầu của ngành hành pháp. Đó là văn kiện của Tổng thống Bill Clinton gửi cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lần thứ nhất ngày 28 tháng 1 với nội dung như sau. Anh chị em nghe cho rõ nha. Tòa Bạch Ốc Hoa Thịnh Đốn. Đó. Tòa Bạch Ốc Hoa Thịnh Đốn nè. Ngày 28 tháng 1 năm 1994. Kính gửi lâm thời. Hộp thư thành phố Anaheim. Kính thưa Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân, xin cảm ơn những chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chiến tranh lạnh đã kết thúc cho chúng ta cơ hội vượt bậc để canh tân nền kinh tế. Nhưng những cơ hội này phải trực tiếp gắn liền với sự phát triển của nền dân chủ trường trong mọi quốc gia trên toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ chúng tôi luôn luôn cam và cổ võ nền dân chủ. Những nền dân chủ ở bên ngoài này mới bảo vệ nền kinh tế chính chúng ta. Trong khi nhiều quốc gia đang bị suy kiệt vì tranh chấp, chúng ta phải hợp tác để xây dựng sự an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới. Tôi thành thật đánh giá rất cao về những quan tâm của ngài này. Ngài Bill Clinton, Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, trân trọng ký tên. Đây là công hàm Hoa Kỳ gửi cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân vào ngày 28 tháng 1 năm 1994. Rồi cái văn kiện công hàm mà gửi lần thứ hai á, là ngày 4 tháng 4 năm 1994 với nội dung như sau. Tổng thống Bill Clinton gửi lần thứ hai nha, cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nha, quý vị nghe nha. Tôi đọc cho quý vị nghe nha, đừng có vội nóng nảy, hãy mà nghe để mà tìm hiểu sự thật như thế nào. Chứ còn á, tôi nói cho anh chị em trong nước nè, tôi rất là thương anh chị em ở trong nước ha, cho nên anh chị em lên đây á, nhiều khi dùng những cái lời lẽ vô văn hóa, những cái từ ngữ hạ cấp, tôi không có chấp quý vị đâu. Tôi nói thật á, tại vì quý vị dư luận viên, gọi là dư luận viên đi, tôi gọi là dư luận viên, thì ở trong nước á, thì 45 năm qua đó, có nghĩa là đã bị cộng sản nó tẩy não, nó nhồi sọ từ bắt đầu lớp 1 mà bắt đầu cấp sách đến trường là đã nhét vào cái tư tưởng này rồi. Cho nên ngày hôm nay mà quý vị cứ dùng những cái gọi là từ ngữ mà gọi là văn tục hay là tục tiểu hay là hạ cấp hay là vô văn hóa đó, thì chúng tôi ở đây cũng không có gì là ngạc nhiên nha quý vị, ngạc nhiên cả. Tại vì quý vị ở với một cái chế độ không có nền giáo dục nha, không có đạo đức, thượng bất chánh, hạ tắc loạn, đúng không nào? Ai nói mà những nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà những tên đầu sỏ, bây giờ quý vị nói tôi nghe đi, bây giờ những tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam cai trị đất nước Việt Nam hiện nay, ai chân chính, ai không tham nhũng, ai không hối lộ, ai không đàn áp dân, nói tôi nghe đi. Nói tôi nghe đi. Cho nên á, quý vị mà lên đây á, có dùng những cái từ ngữ vô văn hóa thì cả. Nhưng mà đó, chúng tôi muốn để quý vị ngồi đây nghe, để quý vị mở cái, mang cái trí tuệ của mình biết được hiện nay dân tộc Việt Nam chúng ta có một chính phủ chính danh, hợp hiến và hợp pháp, chính nghĩa, hợp lòng dân, để mà ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước, để mà cứu quý vị, gia đình quý vị, bà con, cô bác, vợ con, anh chị em quý vị và bản thân của quý vị đó. Nói cho quý vị biết, còn chúng tôi không có cần phải cứu chúng tôi, ok? Chúng tôi đâu có cần cứu chúng tôi ở nước ngoài, thấy không? Ở bên Mỹ, cho dù con virus Vũ Hán, chúng tôi không đi làm. Nhưng mà chúng tôi cũng có cơm no áo ấm như bình thường. Ở nước Mỹ là như thế, nhưng mà Việt Nam thì sao? Thời gian rồi bị virus Vũ Hán đó. Hả? Cái gọi là chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của quý vị đó, có lo cho người dân, gọi là hỗ trợ từ chính phủ hay không? Hả?
của quý vị không? Trời ơi, như vậy mà quý vị chưa sáng con mắt nữa hay sao? Chưa sáng con mắt nữa hay sao? Cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có lo cho dân hay không? Có lo cho dân hay không? Chứ chúng tôi ở bên Mỹ này rất là sung sướng. Ha, cơm no, áo ấm, ngủ giường nệm, chăn bông nệm ấm. Chúng tôi không có cần. Mà chúng tôi á chỉ nghĩ về Việt Nam, nghĩ về người. Để tôi sẽ chia sẻ cái công hàm này mà do Tổng thống Bill Clinton gửi lần thứ hai. Tôi đọc cho quý vị nghe nè. Đây là lời của Tổng thống Bill Clinton nè. Nội dung như sau: Tòa Bạch Ốc Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là gửi từ Tòa Bạch Ốc Hoa Thịnh Đốn nha. Danh dự tôn kính gửi ngài Đào Tham Lâm Thời, hộp thư bưu điện số 2 thành phố Anaheim, tiểu kỳ, số vùng 92814. Kính thưa Thủ tướng Đào Minh Quân, cảm ơn rất nhiều về lá thư của ngài. Tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của ngài. Không có gì quan trọng hơn cho việc điều hành chính phủ này hoặc cho khả năng của chúng tôi để thực hiện các chương trình nghị sự về sự thay đổi và canh tân hơn để bảo đảm, duy trì và xứng đáng được sự tin tưởng của người dân Mỹ. Xuyên qua sự nghiệp của tôi đã được cam kết các tiêu chuẩn cao nhất để phục vụ công cộng với sự hỗ trợ của những người tận tâm như ngài. Chúng ta có thể tập trung vào các công việc quan trọng phía trước. Thời gian sẽ giải quyết phần còn lại. Trân trọng, Tổng thống Bill Clinton ký tên. Thấy chưa? Tổng thống Bill Clinton là tổng thống là đứng đầu ngành hành pháp của Hoa Kỳ mà gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là Tổng thống Đào Minh Quân, lúc bấy giờ là thủ tướng. Hai cái công hàm thứ hai này. Đó. Cho đệ nhất cường quốc xác nhận chính phủ Hoa Kỳ Việt Nam lâm thời Đào Minh Quân, tức là chúng ta có một chính phủ trong một chính phủ và luôn được sự song hành của chính phủ Hoa Kỳ từ 30 năm nay. Và đây là cái văn kiện gửi cho ngài Đào Minh Quân rất là trịnh trọng. Để quan trọng của ngài Tổng thống Đào Minh Quân là một nguyên thủ quốc gia. Nha quý vị. Quý vị đừng có nóng, khoan chửi. Hãy nghe tôi nói xong rồi, sau đó quý vị chửi cũng chưa có một. Rồi, và chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Theo cái chủ bất cứ một vị Tổng thống Hoa Kỳ nào, thì con đường trở về nước của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống có gì thay đổi? Tại vì sao? Tại đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ, định Paris năm 1973 đó, là cái chiến lược của Hoa Kỳ là 50 năm sau Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại Việt Nam. Nên nhớ nha. Đó. Thì bây giờ gọi là chính danh, hợp pháp, chính nghĩa. Quý vị nghĩ đi, Hoa Kỳ, Mỹ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Chứ Mỹ không có ủng hộ cho Việt Nam Cộng Sản, nghe chưa dư luận ven. Mỹ không bao giờ ủng hộ cho Việt Nam Cộng sản, mà Mỹ chỉ ủng hộ cho Việt Nam Cộng hòa. Nghe chưa? Đó. Cái câu cuối cùng là ngài Tổng thống Bill Clinton có viết thêm một cái câu như thế này cho Tổng thống Must work together. Chúng ta cùng nhau làm việc. Tức là hai cái song song hành với nhau. Cùng nhau. Rồi. Bây giờ cái văn kiện đó là một cái văn kiện đó là của Tổng thống Bill Clinton gửi cho hai lần. Thì bây giờ cái văn kiện của chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngoại trưởng, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là Đại tướng Colin Powell ký vào ngày 28 tháng 9 năm 2001. Đó là cái văn kiện thứ hai giữa Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, do dân biểu liên bang là Gary Bueller của Hoa Kỳ gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 27 tháng 5 năm 2005. Quý vị thấy chưa? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Cộng sản á, có được cái công hàm nào mà của Hoa Kỳ công nhận không? Không có. Nha. Có một cái hội đoàn nào, một cái tổ chức nào, cái nào mà được Hoa Kỳ ban giao gửi cho một cái công hàm nào để công nhận không?
Không có, đúng không? À, cho nên á, là tôi mới nói cái chính phủ này là chính danh hợp hiến, hợp pháp nha. Cho nên là chúng ta phải thừa nhận những cái gì sự thừa nhận để chúng ta lấy lại đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang chuẩn bị, tức là thành một quận lỵ của Tàu Cộng rồi. Quý vị có biết không? Nha. Bây giờ qua cái mật nghị Thành Đô ngày 4 tháng 9 năm 1990 đó, thì đến ngày khoảng 15 hay là ngày 5 tháng 7 năm nay thôi, quý vị thấy không, còn có vài tháng nữa thôi, nước mình sẽ trở thành một quận lỵ của Tàu. Quý vị không có biết cái điều đó hay sao? Hay là quý vị cố tình không biết? Hả? Thật là tội nghiệp. Và đầu tháng 9 này nè, tôi nói cho quý vị biết, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á, họ sa thải, họ cho giáo viên mẫu giáo cấp 1 nghỉ hết. Để làm chi? Để họ đem cái giáo viên ở bên Tàu qua đó dạy cho con em của chúng ta đó nha, dạy cho con em chúng ta đó học tiếng Tàu đó. Tôi nói cho quý vị nghe, dạy cho con em chúng ta học tiếng Tàu đó. Đó. Tại vì tôi bây giờ nhân đây tôi cũng đọc cho quý vị nghe cái công hàm chứng minh sự quan hệ giữa chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Liên hiệp Âu Châu. Đây, tôi đọc cho quý vị nghe để cho quý vị biết đây là của Liên hiệp Châu Âu 2013. Tổng thư ký Hội đồng Liên minh Châu Âu, Tổng cục F. Judy Lalloy, Mon Bilgum, Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, 2807, thành phố Anaheim, tiểu bang California, vùng 92814, Hoa Kỳ. Công văn số 154. Đây là cái công văn số 154. Rõ ràng là cái gọi là cái công hàm này là của cái Liên hiệp nha, gửi cho Thủ tướng Đào Minh Quân. Đó. Tôi hỏi quý vị á, có cái tổ chức nào, cái đảng phái nào hay cộng sản nào mà được những cái, đúng không? Sự thật lúc nào cũng là sự thật nha. Kính thưa Thủ tướng, nhận đã nhận được công hàm của ngài vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, gửi đến Chủ tịch Van Rompuy, không thể trả lời tất cả các thư từ mà ông ấy nhận được. Nhưng chúng tôi muốn cam đoan với ngài rằng công hàm của ngài đã được ông Chủ tịch chú ý. Ông Van Rompuy đã tổ chức một cuộc họp tại Bỉ vào ngày 17 tháng 1 năm 2013 với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thư ký của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Van Rompuy đã nhấn mạnh điều cần thiết để tìm kiếm một điểm nhất quán, không chỉ là lợi ích kinh tế, thương mại và chính trị, mà cả về giá trị của nó. Ông cũng đã nhắc nhở về sự cải tiến về những mối quan hệ giữa Liên minh Âu Châu và Việt Nam hơn. Ông đã giải tiêu cực trong lĩnh vực này tại Việt Nam đã gây lo ngại và có thể ảnh hưởng theo một cách tiêu cực quá trình phê chuẩn cho việc thỏa thuận hiệp định hợp tác và đối tác với Liên minh Châu Âu. À. Ông nhấn mạnh sự cần thiết cho một trả lời đầy đủ từ phía Cộng sản Việt Nam về những mối quan ngại này và sẽ nghị viện Châu Âu về những vấn đề này. Trân trọng rề ra đề du. Đó. Tức là cái đây là Tổng Thư ký Hội đồng Liên minh Châu Âu gửi cho Tổng thống Đào Minh Quân. Rồi, cái công hàm thứ hai tôi đọc tiếp cho quý vị nghe luôn. Brussels ngày 17 tháng 4 năm 2013, Hội đồng Liên ý Tổng cục F truyền thông Minh tin công cộng 175 Rue de la Loi 1048 Brussels, Belgium. Kính thưa Thủ tướng Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, PO Box 2807, thành phố Anaheim, tiểu bang California, vùng 92814, Hoa Kỳ. Công văn số 261. Đây là công văn 261 nha. Kính thưa Thủ tướng Đào Minh Quân thân mến, chúng tôi xác nhận đã nhận được thư của ngài vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.
13 gửi đến Chủ tịch Van Rompuy về Việt Nam. Chúng tôi muốn thay mặt ông Van Rompuy cảm ơn Ngài và để cam đoan với Ngài rằng ông quan tâm Liên minh châu Âu cam kết thúc đẩy nền dân chủ, nhân quyền và pháp quyền cả và trên toàn thế giới. Trong bối cảnh này, chúng tôi gửi kèm theo hai kiến nghị về nghị quyết của Nghị viện châu Âu tháng 4 năm 2013. Vừa qua, liên quan đến các trường hợp vi phạm về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, để Ngài có thể dùng để tham khảo, thay mặt ông Van Rompuy, chúng tôi nhân cơ hội này kính của Ngài, trân trọng, rề ra đề du. Đó, thấy chưa? Thư của Tổng Thư ký Tổng cục Ép truyền thông minh bạch gửi đến cho Thủ tướng Đào Minh Quân, thấy chưa? Tôi đọc cho quý vị nghe đó. Quý vị đừng có nổi nóng nha. Thì thưa anh chị em, điểm đặc biệt trong cái công văn số 261 này là Nghị viện châu Âu đã gửi đến cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, lúc bấy giờ là Thủ tướng, đã gửi đến cho Ngài hai cái kiến nghị về, tức là hai cái resolution vào ngày 16 tháng 4 năm 2013. Cái resolution thứ nhất là B70166, tức là B7-0166-2013. Cái resolution thứ hai là B7-0184-2013. Thì quý vị có biết rằng hai cái bản tác động nghị quyết của Quốc hội Âu Châu, đó là kết án Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền của người Việt Nam tại nội địa đó nha. Đó là hai cái văn kiện rất là quan trọng để cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, coi như là Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đó, có thể đưa tập đoàn tội ác Cộng sản Việt Nam vào tù nha. Đó, hai cái nghị quyết đó là Tổng thống Đào Minh Quân có quyền đưa cái tập đoàn, có thể đưa tập đoàn của tội ác Cộng sản Việt Nam vào tù hoặc là phong tỏa tài sản của chúng nó tại châu Âu nha. Điều này để cho chúng ta thấy được rằng Liên hiệp Âu Châu là gồm trước kia là 28 quốc gia, ngày hôm nay thì nước Anh nó rút ra là còn 27 quốc gia tại Âu Châu hợp nhau lại tạo thành một cái liên hiệp đại diện 27 quốc gia. Thì cái sự quan hệ giữa Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Liên hiệp Âu Châu, tức là cái sự quan hệ giữa Chính phủ chúng ta và Liên hiệp Âu Châu, quý vị có biết không, rất là mặn nồng và thân thiết đó. Cho nên quý vị đừng có nóng mà lên đây mà mắng tôi nha. Phải tìm hiểu đi. Là Tổng thống của chúng ta đó là chỉ dùng luật pháp quốc tế mà thôi. Muốn lấy lại nước Việt Nam cũng phải là dùng luật pháp quốc tế. Ha. Đó. Đây, tôi đọc thêm một cái công hàm thứ ba nữa luôn. Giờ sẵn đây tôi đọc luôn cho quý vị nghe nè. Brussels ngày 23 tháng 5 năm 2013. Hội đồng Liên minh châu Âu, Tổng thư ký Tổng cục Ép truyền thông minh bạch, Gisa De Rou chi nhánh thông tin công cộng, 175 Rue de la Loi, 1048 Brussels, Belgium. Thủ tướng Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, PO Box 2807, thành phố Anaheim, tiểu bang California, vùng 92814 Hoa Kỳ. Công văn số 344. Công văn này là số 344 nha quý vị. Kính thưa Thủ tướng Đào Minh Quân thân mến, chúng tôi xác nhận đã nhận được thư của Ngài vào ngày 20 tháng 4 năm 2013. Thư này được gửi đến Chủ tịch Van Rompuy và chúng tôi xin thay mặt ông cảm ơn Ngài. Mặc dù cá nhân ông Van Rompuy không thể trả lời tất cả các thư từ mà ông nhận được, chúng tôi muốn cam đoan với Ngài rằng thư của Ngài đã được chú ý và những lo ngại của Ngài về Việt Nam vẫn tiếp tục được cảnh thức.
Nếu Ngài chưa làm điều này, thì chúng tôi góp ý Ngài nên liên hệ trực tiếp với Quốc hội châu Âu về những lo ngại của Ngài. Đó, thấy chưa? Thấy quý vị thấy chưa? Ở dưới này là trân trọng là đề ra lời su. Tức là cái vị này á, là tổng thư ký của cái Hội đồng Liên minh châu Âu gửi cho Ngài Tổng thống Đồng minh quân của chúng ta. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên quý vị, cho nên chính phủ của chúng ta đó là coi như là có cái thế quốc tế rất là vững vàng, rất là mạnh. Và ngược lại cái thế quốc dân của chúng ta hiện nay cũng có được hơn 5 triệu phiếu. Thì tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu cái điều này. Chúng ta cũng phải tiếp tục trưng cầu dân ý. Tại vì trưng cầu dân ý là tổng thống hỏi ý kiến của người dân, là chúng ta muốn thay đổi chế độ Cộng sản bằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tức là chúng ta không còn muốn sống với chế độ Cộng sản nữa, đúng không? Đó. Cho nên tôi nói cho anh chị em nghe như thế này. Tại sao mà tôi nói Tổng thống Đào Minh Quân là người duy nhất nắm chủ quyền tại Việt Nam và tại Biển Đông? À, đây nè, tôi đọc tiếp theo, tôi đọc cái này cho quý vị nghe nè. Đây, tôi đọc cho quý vị nghe cái quyết định nè. Ha, đây nè, cái quyết định nè. Cái quyết định này là Tổng thống Đào Minh Quân ký cái quyết định này. Cho nên là chúng ta thấy ngoài Biển Đông mấy năm nay đó, là có tàu, gọi là hạm đội của tàu USS á, là những cái mẫu hạm hàng không của Hoa Kỳ hay là Anh, Pháp mà đậu tại Biển Đông. Là đó là sự cho phép của Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đó quý vị. Đây tôi đọc cho quý vị nghe nè. Tôi đọc cho quý vị nghe nè. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. 10800 Sierra Ross Adelanto, California 92301. Quyết định số, đây, quyết định số 01022008 trên TT trên QD ngày 2 tháng 2 năm 2008, căn cứ bản tuyên ngôn kỷ nguyên Tân Dân do phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ công bố năm 1987, căn cứ vào nghị quyết định của Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão ngày 4 tháng 8 năm 1989, căn cứ vào quyết định của Quốc dân Đại hội ngày 21 tháng 10 năm 1990, căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 25 tháng 10 năm 1990, căn cứ vào quyết định của đại biểu ba thế hệ Việt Nam ngày 16 tháng 2 năm 1991, căn cứ vào bản cáo trạng tội ác của Cộng sản Việt Nam công bố ngày 31 tháng 12 năm 1991, căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, nay Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời quyết định. Điều 1, lãnh thổ Việt Nam, quý vị nghe cho kỹ nha. Lãnh thổ Việt Nam trải dài từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm trong lãnh thổ Việt Nam, đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất khả tương phân và bất khả tương nhượng. Đó, quý vị thấy quyết định của Tổng thống chưa? Có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam của chúng ta nằm từ trải dài từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau. Và cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta cũng là nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Thì ngày hôm nay mà tàu cộng nó đã dùng cái gọi là vũ lực, bạo lực, ha, gọi là để mà nó xâm chiếm hai cái quần đảo đó, thì Tổng thống Đào Minh Quân phải kiện gửi đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC để kiện đòi tàu cộng phải trả hai cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đó cho Việt Nam, ha. Tức đất nước của chúng ta không có cái chuyện mà tương phân mà bất khả tương nhượng, ha, bất khả tương phân, bất khả tương nhượng. Rồi, quý vị nghe tiếp nha. Điều 2, tái xác nhận Tập đoàn Cộng sản Việt Nam là tay sai Cộng sản quốc tế,
và cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, không đại diện cho toàn dân Việt Nam. Tất cả những văn bản, văn kiện hay là hợp đồng do Tập đoàn Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết thể nào và bất cứ quốc gia nào đều không có giá trị. À, nhân đây tôi nói cho quý vị thêm cái vấn đề này, tức là bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm 1991 đó, mà Tổng thống lúc bấy giờ là nhận cái trọng nhiệm thủ tướng đó, là Tổng thống đã, tức là đã ký một cái sắc lệnh là không có chịu, hoàn toàn không có chịu trách nhiệm về vấn đề mà gọi là tà phủ, tà quyền cộng sản đó, mà đã ký kết làm ăn với các công ty nước ngoài, hay là gọi là cái tập đoàn, hay là công ty, hay là cá nhân, hay là những nước ngoài đó, là coi như là hoàn toàn vô giá trị nha. Khi mà chính phủ về nước là coi như vô giá trị, quăng vào sọt rác nha. Rồi, điều thứ ba, hệ thống công an khu vực do Cộng đảng điều khiển là một hệ thống kìm kẹp để gọi là đe dọa, trấn áp nhân dân Việt Nam, cần phải dẹp bỏ ha, cần phải dẹp bỏ. Rồi, điều 4, tất cả tài sản, điền trạch, thổ trạch của nhân dân Việt Nam do Tập đoàn Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt hay là chiếm cứ, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, cơ sở tư nhân, sẽ cứu xét trả lại cho nhân dân Việt Nam theo từng trường hợp. À, các tài sản, bất động sản, tài khoản và cơ sở của các tôn giáo sẽ trả lại và giúp đỡ tu sửa để có nơi thờ tự, tu tập, truyền bá, giáo lý nha. Tức là những tài sản điền trạch, thổ trạch, nhà cửa, đất đai mà bị cộng sản cướp của người dân Việt Nam chúng ta đó, tức là sau ngày 30 tháng 4 á, thì sẽ được chính phủ xét trả lại. Điều 5, cứu xét, hỗ trợ các phong trào dân oan, trả lại danh dự cho những nhà đấu tranh cho dân chủ và tự do tín ngưỡng, thả những người bất đồng quan điểm và chính kiến vô điều kiện. Có nghĩa là ở Việt Nam chúng ta dân oan nhiều lắm, đúng chưa? Dân oan rất là nhiều. Cho nên khi chính phủ về nước là phải thả cái dân oan ra. Rồi những ai mà đấu tranh cho dân chủ, tự do, tín ngưỡng là phải được thả ra. Đó. Và những người là tổng thống, xin lỗi, mà cộng sản nó kêu là phản động, nó bắt giữ, thả ra. Ok, rồi, nghe tiếp. Điều 6, ân xá và tưởng thưởng tất cả các cán binh bộ đội võ trang nhân dân Việt Nam hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cấp và tưởng thưởng quốc công bội tinh cho những công dân hay quốc dân có thành tích và công trạng với đất nước. Đó, cái điều 6 này nè. Cho nên tôi khuyên các dư luận viên hay là ganh tị viên hay là Việt Giang Tây Sai Cộng sản đó là nên thay đổi đi. Ha, thay đổi đi, hy vọng nhất của ta là thay đổi. Hy vọng nhất của ta là thay đổi, hãy thay đổi đi để mà được tưởng thưởng nha. Điều 7, kêu gọi toàn dân ủng hộ một cuộc tổng tuyển cử có quốc tế giám sát để chọn lựa thể chế và cơ thế chính trị theo nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng tự do tôn giáo thật sự, trong đó có Hoa Kỳ, ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo thật sự và nguyện vọng dân chủ của toàn dân Việt Nam hiện nay. Đó. Điều 8, nông dân và thành phần vô sản sẽ được chính phủ xét cấp đất đai để khai khẩn. Ai không có nhà ở sẽ được trợ cấp nơi cư ngụ an toàn, hợp vệ sinh. Công nhân và giới tiểu thương sẽ được trợ giúp tài chánh, kỹ thuật và phương tiện để hành nghề. Giới lao động, thợ thuyền sẽ được giúp nâng cao đời sống và hưởng quy chế lương bổng theo các tiêu chuẩn quốc tế ấn định. Thành phần cô nhi tử sĩ, thương phế binh và người lao động tàn phế, bất khiển dụng hay già yếu, bệnh hoạn sẽ được cứu xét cấp hưu bổng trọn đời. Thì cái phần này, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thì hãy vào cái Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là sẽ đầy đủ, rõ ràng. Điều 9,
khoáng sản, nguyên liệu, tài nguyên trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam đều là của nhân dân Việt Nam. Sau khi khai thác được, sẽ xét chia đều cho những người có công lấy lại đất tổ và dùng vào những chương trình công ích do chính phủ quyết định. Thủ tướng Đào Minh Quân ấn ký. À, rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm một chút xíu rồi chúng ta chia, gọi là tạm chia tay ha. Ừ. Của tôi hôm nay đó là tôi trình bày cái đề tài là hai cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Thì cho nên là hai cái quần đảo đó bây giờ là Tổng thống Đào Minh Quân là người đứng chủ quyền nha quý vị, là người đứng chủ quyền. Bây giờ nói tóm lại như thế này, chúng ta cũng biết rõ, ngày hôm nay chúng ta biết rất rõ là Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Y chỉ là một gián điệp tàu cộng. Ha. Hồ Chí Minh lập ra một cái, gọi là cái, gặp ra cái đảng Cộng sản Việt Nam. Nên đảng Cộng sản Việt Nam là của tàu cộng nha. Rồi đảng Cộng sản Việt Nam mới lập ra cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này là của tàu cộng nha, không phải là của Việt Nam. Do đó, cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thể đại diện hợp pháp cho nước Việt Nam. Tất cả các văn kiện hay hợp đồng do cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này ký kết đều không hợp lệ. À. Cho nên là hôm nay tôi nói rõ. Thì bây giờ á, tại sao mà hiện nay á, Tổng thống Đào Minh Quân đã có hai cái thế quốc tế và thế quốc dân. Thì cái thế quốc tế như tôi vừa trình bày với quý vị là những các cái công hàm của chính phủ Hoa Kỳ dưới chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta, và những cái nghị quyết của Liên minh châu Âu với chính phủ của chúng ta. Thì quý vị cũng biết rồi, cho nên chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ gọi là danh chính ngôn thuận mà chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận nha, đã công nhận. Thì bây giờ đó, tôi nói anh chị em nghe như thế này, bây giờ chúng ta là người Việt Nam mà đất nước Việt Nam của chúng ta đã bị Cộng sản cai trị 45 năm, công cụ của Tàu là làm cho Tàu. Thì bây giờ tháng 7 sắp tới đây, tàu cộng nó sẽ lấy nước mình. Nó lấy toàn toàn nước mình. Quý vị thấy trong nước Việt Nam chúng ta bắt đầu xài tiền tệ, rồi từ từ sẽ học tiếng Tàu, nó Hán hóa. Thì người dân chúng ta sẽ bị mất nước. Thì tất nhiên, thì người dân chúng ta sẽ bị diệt chủng và đất nước của chúng ta sẽ bị diệt vong. Thì bây giờ chúng ta là người Việt Nam, Nam Trung Bắc cũng là một nhà. Chúng ta không có phân biệt vùng miền hay là người Nam, người Trung, người Bắc. Tại vì chúng ta dòng máu Lạc Hồng, con cháu dòng giống Lạc Hồng kết chung tay và ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân. Và chúng ta phải ủng hộ bằng cách là chúng ta phải biết làm bổn phận của một người công dân đối với đất nước chúng ta. Đó là trưng cầu dân ý. Chúng tôi luôn kêu gọi quý vị phải trưng cầu dân ý. Bổn phận của chúng ta là trưng cầu dân ý, còn phần còn lại là để chính phủ lo ha. Còn phần còn lại để chính phủ lo. Chúng ta phải ai từ 18 tuổi trở lên chưa trưng cầu dân ý, chỉ cần đánh lên cái Google hay đánh lên cái trang mạng là www.trưngcầudânýviếttắt.us mạng điện tử, và chúng ta điền thông tin vào đó giống như là tin nhắn vậy đó, điền các thông tin trong đó. Chúng ta điền mà chúng ta bấm cái chỗ gửi đi. Đó. Thì chỉ thế thôi. Chỉ có thế thôi là chúng ta đã làm bổn phận của một người công dân đối với đất nước đang lâm nguy.
Trưng cầu dân ý là gì? Trưng cầu dân ý là hỏi ý kiến của người dân. Tại vì anh chị em ở trong nước cũng biết đó, 75 năm qua, từ năm 1945 là tôi nói cả luôn miền Bắc là 75 năm và miền Nam là 45 năm. Cộng sản đảng, Cộng sản Việt Nam có bao giờ mà để cho anh chị em đồng bào chúng ta mà gọi là có một cái cuộc, tổ chức một cái cuộc bầu cử nào để cho người dân chúng ta được tự nguyện, trên cái tinh thần tự do và tự nguyện, để mà chúng ta bầu một cái vị lãnh đạo nào có tâm, có tài, có đức, xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước hay không? Không hề, nên nhớ là không hề. Mà đó, Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó có sự sắp xếp ở bên Tàu. Bên Tàu chỉ thị qua đây, cái đợt này là bây giờ cái tên nào làm Tổng Bí thư. Thí dụ nó chỉ định, nó sắp xếp cho tên Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, thì Nguyễn Phú Trọng phải làm Tổng Bí thư. Đó. Cho nên á, bây giờ á, mà chúng ta muốn thay đổi đất nước, thì bây giờ cái việc trước tiên là anh chị em ở trong nước, đây là tôi nói thật lòng nha, bây giờ quý vị có muốn đa đảng hay là như thế nào đó, thì quý vị cũng phải, chính phủ này phải về nước giải thể cái Đảng Cộng sản đi. Mà tôi nói anh chị em nghe, giải thể Đảng Cộng sản không có nghĩa, tại vì những người theo Cộng sản là cũng là người Việt Nam chúng ta thôi. Thì tại sao Tổng thống Đào Minh Quân mới đưa ra cái chủ trương, cái gọi là cái đường lối là Việt, Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, mà Việt không giết Việt. Thì có nghĩa là tôi nói cho tất cả cán binh, anh em cán binh bộ đội gọi là tham gia Đảng Cộng sản đó, cho dù quý vị có bao nhiêu, nếu như quý vị bỏ đảng để trở về với chính nghĩa dân tộc, trở về với quốc gia Việt Nam Cộng hòa, thì quý vị chỉ cần tham gia trưng cầu dân ý và ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Đây, sẵn đây tôi đưa cho quý vị xem cái tờ này. Đó. Quý vị phải vào cái google.vietnamcộnghoa3.com. Thì quý vị sẽ có đầy đủ cái đơn tham gia chính phủ và gọi là quay về với chính nghĩa dân tộc đó. Thì quý vị sẽ có đầy đủ, thì quý vị sẽ trong cái đơn này nó có ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Thì chỉ có một cái văn bản hình gạch chéo mặt, thì chúng ta đền điền tên, tức là cái thông tin của chúng ta, rồi chúng ta bấm gửi đi cho chính phủ đó. Nếu mà quý vị nào muốn làm không biết thì liên hệ với tôi, inbox cho tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm. Ok nha. Thì chúng ta bây giờ là người Việt Nam, chúng ta phải cùng nhau hợp tác, đoàn kết, đại siêu đoàn kết để mà chúng ta lấy lại đất nước đã. Rồi chúng ta muốn đa đảng, muốn cái gì thì chuyện nó tính sau. Chứ bây giờ đất nước của chúng ta đó, bây giờ Cộng sản nó đang nắm quyền, nó đang nắm quyền, nó cai trị rồi. Mà quý vị có biết rằng cái lệnh trên đó là Tàu Cộng. Đó, cái bọn cướp nước là bọn Cộng sản Việt Nam. Đúng vậy. Bây giờ nó cướp nước mình rồi, rồi cái lệnh trên đó là Tàu Cộng. Tôi nói thật cho anh chị em nghe nha. Hiện nay đó là tại Việt Nam á, là những cái, coi như là những cái thành phần gọi là huyện, xã hay là phường, khóm, tỉnh gì đó, cái người Việt của mình á, mà coi như là điều hành á, nó cho về hưu hết, về vườn hết rồi. Nó đưa cái người Tàu của nó vô nắm quyền hết rồi quý vị ơi. Người Việt Nam mình không còn quyền gì đó đâu. Và nó kềm kẹp, nó đang kềm kẹp mình đó. Cho nên chúng ta phải cùng nhau mà cứu nước. Chúng ta phải cùng nhau quay về với chính nghĩa dân tộc đó. Đây là cái này. Nhưng mà quý vị muốn làm như vậy á, ở Việt Nam trong nước thì không thể nào mà quý vị gọi là dám in ra, đúng không? Thì bây giờ quý vị chỉ vô cái link là đây, đúng vậy, Vinh Tân Lê nè, có ghi ra đây nè. WW đó, đón tổng thống, hay là www.vietnamcộnghoa3.com. Đó, là quý vị sẽ có đầy đủ, tức là những cái đơn tham gia hay là ký đập mặt Hồ Chí Minh để tôi đưa ở đây. Đó, đầy đủ. Thì chúng ta sẽ quay về với chính nghĩa dân tộc. Chỉ thế thôi. Nếu như các anh chị em nào mà
có mấy chục tuổi đảng không thành vấn đề, hay là đã từng tham gia làm việc cho cộng sản. Vì sao? Tại vì chén cơm manh áo, tại vì cuộc sống của chúng ta bắt buộc chúng ta ở dưới cái chế độ cộng sản, thì chúng ta phải làm việc cho cộng sản thì chúng ta mới có tiền để mà nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con ăn học, đúng không? Thì cái vấn đề ngày hôm nay chúng ta đã nhìn ra đảng cộng sản là một cái đảng phi nhân tính, một cái đảng cướp, một cái đảng gọi là độc ác, gọi là đàn áp dân, cướp nhà, cướp của có dân. Tại vì đảng cộng sản không phải là của người Việt Nam, cho nên chúng ta phải từ bỏ đảng nha, quay về với chính nghĩa dân tộc. Thì cho nên tôi mới kêu gọi anh chị em, thứ nhất là trưng cầu dân ý, thứ hai là ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Tại vì chúng ta phải ký đập mặt như thế này để chúng ta minh định được lập trường chống cộng đó. Chúng ta là người Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta muốn có tự do dân chủ giống như ở bên Mỹ hay là các nước tự do trên thế giới. Chúng ta phải dứt khoát cái lập trường chống cộng của chúng ta ha, chúng ta phải dứt khoát đó. Thì thôi, tại vì máy nó cũng gần hết pin rồi, chứ không là tôi nói nữa nha quý vị. Thì trước khi mà kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay đó, thì tôi cũng có vài lời khuyên các dư luận viên, gọi là các dư luận viên chứ gọi là việc giang tay sai cộng sản thì nó cũng quá nặng, đúng không? Thì tôi nói cho các dư luận viên như thế này nè, quý vị cũng không cần phải lên đây mà dùng những cái từ ngữ vô văn hóa mà chửi tôi đâu. Bây giờ quý vị, tại vì tôi á, tôi không có lóc quý vị, mà tôi cũng không hề chửi lại quý vị. Quý vị thấy không? Tôi là người đi cứu nước, cho nên tôi lên đây tôi nói những cái thông tin sự thật, những cái gì có lợi ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam, để mà mục đích của chúng tôi là giải thể đảng Cộng sản, để mà giúp dân cứu nước, để mà cứu lấy dân tộc của Việt Nam chúng ta thôi. Chứ còn không phải tôi lên đây để mà tôi đôi co với quý vị. Cho nên nhiều khi quý vị nói gì nói, tôi không bao giờ để ý tới. Thật sự như vậy. Cho nên quý vị á, nghĩ rằng á, quý vị kéo vào đây bày đàn cho mấy trăm người, quý vị chửi tôi để cho tôi bị phân tâm, hay là tôi không có tức là tôi bị chi phối. Nhưng mà sự thật mà nói đó thì quý vị lầm rồi. Tại vì chúng tôi á, được cái sự giáo huấn của giảng dạy của Tổng thống Đào Minh Quân, thì chúng tôi biết được cái nền tảng